Rồi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi livestream của Phimi.vn. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024. Chúng ta lại có một buổi livestream số 15. Hôm nay là buổi livestream cuối cùng trong chuỗi chuyên đề Catalog Cardano Talk được tài trợ bởi Fund 10. Thì rất tiếc là cái Fund 11 thì chúng tôi không xin được cái quỹ để tiếp tục những cái chương trình Cardano Talk nữa, nhưng mà chắc chắn tôi sẽ vẫn thường xuyên tổ chức các buổi livestream này, tất nhiên là tần suất nó có thể ít hơn một chút. Trước khi bắt đầu cái buổi livestream hôm nay thì các bạn cho tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất về cái thông tin mà tôi đùa ngày cá tháng tư hôm vừa rồi ở trên nhóm. Cá nhân tôi cũng rất là áy náy khi mà đẩy cái thông tin đấy vào nhóm, bởi vì là sau này thì tôi cũng nhận ra là nó tác động đến kế hoạch cá nhân của các bạn rất là nhiều. Và tốt hơn là đáng lẽ tôi không nên có những hành động như vậy, nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã làm hành động đó rồi, thì một lần nữa cho tôi chân thành xin lỗi các bạn cái việc đó. Còn quay lại nội dung buổi hôm nay thì như đã hứa, tôi sẽ dành chọn cái nội dung cả buổi này để nói về ship 1694 để cho nó tập trung, và vì vậy thì hôm nay tôi sẽ không làm cái phần tổng hợp tin tức như là định kỳ nữa. Và trong buổi chia sẻ hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về ship 1694 là gì, tại sao chúng ta lại phải hiểu về nó, rồi chúng ta cũng bàn chi tiết về từng cái vai trò trong cái bản đề xuất này, như là DREP là gì, rồi Ủy ban Hiến pháp là gì, các quy định cũng về đề xuất cũng như là vote, để khi mà những cái này triển khai ra thì chúng ta cũng biết được các cái vai trò và vị thế của những cái vị trí này. Là tất nhiên trong quá trình chia sẻ thì tôi vẫn mong muốn các bạn luôn luôn đặt cho câu hỏi là với những cái thông tin này, với những cái bản thiết kế kiểu như thế này thì chúng ta tức là bản thân các bạn ấy, sẽ tìm được cái vị thế là gì ở trong cái bản đề xuất này, chúng ta sẽ ở đâu trong cái bản đề xuất này, thì đấy sẽ là một cái cách để khi chúng ta đón nhận thông tin thì chúng ta sẽ tìm được cái vị thế lớn của mình. Và cuối cùng như thường lệ thì chúng ta sẽ có phần hỏi đáp nha. Và nếu mà các bạn có những cái câu hỏi nóng ở trong cái quá trình mà mình chia sẻ thì chúng ta sẽ tôi sẽ trả lời luôn. Còn nếu mà các bạn mà có các cái câu hỏi mà mở rộng thì chúng ta đây để phần cuối cùng nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn thôi. Các bạn nói là hôm nay mic hơi rè, không biết là các bạn khác nghe có chuẩn, có ổn không? Quên tôi không tên tên nick đầu kỳ. Ok rồi. Thì cái slide đầu tiên chúng ta sẽ nói về ship 1694 là gì trước đã. Ship 1694 sẽ là một cái đề bản đề xuất rất là quan trọng các bạn, và bởi vì là như các bạn đã biết thì Cardano có 5 cái kỷ nguyên, và chúng ta bắt đầu đến kỷ nguyên cuối cùng, đấy là kỷ nguyên Volte rồi. Kỷ nguyên Basho là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn đó, là kỷ nguyên tập trung về cái chuyện là mở rộng mà về quy mô. Còn khi bước sang kỷ nguyên Volte, năm 2024 là năm trọng tâm của kỷ nguyên Volte, và là kỷ nguyên mà hướng đến cái phần quản trị on-chain, và đây là kỷ nguyên cuối cùng. Khi mà chúng ta đã triển khai xong cái này thì cái nhóm IOG họ sẽ hoàn thành cái vai trò họ, và họ chuyển giao toàn bộ những cái công việc phát triển tiếp theo cho cộng đồng. Và cái ship 1694 nó chính là một cái đề xuất nền tảng để giúp cho cái quá trình chuyển đổi sang cái hệ thống quản trị on-chain của Cardano nó được thuận lợi, đúng không các bạn? Và đây sẽ là một nội dung rất quan trọng cho những cái bản nâng cấp sắp tới, đặc biệt là các bản nâng cấp Hard Fork Charm sắp tới này thì sẽ là một trong những bản nâng cấp để hỗ trợ cho những cái phần quản trị on-chain, và ship 1694 cũng sẽ là một cái phần mà đóng vai trò quan trọng ở trong cái giai đoạn này. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu cái tên đã. Cái chữ ship ấy, nó bắt đầu từ cái từ viết là Cardano Improvement Proposal, tức là các cái đề xuất để cải tiến cái hạ tầng của Cardano. Thì hệ sinh thái nào cũng có những cái này các bạn. Ethereum thì có ETH, đúng không? ETH. Bitcoin thì có BIP. BIP là Bitcoin Improvement Proposal. Các bạn biết được là hệ thống blockchain ấy thì nó không giống như những hệ thống dữ liệu bình thường, bởi vì là hệ thống blockchain là một hệ thống phi tập trung, nó chạy liên tục, và ở đó thì có hàng nghìn các con máy tính cùng chạy một cái phần mềm. Còn nếu mà chúng ta ví dụ như là ở công ty chúng ta có một cái phần mềm kế toán chẳng hạn, chúng ta muốn nâng cấp thì rất đơn giản là bảo anh em trong phòng là tắt nó đi, xong rồi chúng ta khởi động lại con server, chúng ta cập nhật vào, thế là xong. Nhưng mà đối với những hệ thống phi tập trung như kiểu blockchain thì chúng ta không thể làm thế được, mà chúng ta phải có những cái hệ thống nâng cấp đồng bộ toàn tất cả lên, và mỗi một lần nâng cấp như thế thì chúng ta phải có những cái đề xuất
là được tất cả cộng đồng đồng ý, đúng không? Và khi đó thì cái chuyện nâng cấp nó mới diễn ra được. Thì cái ship 1694 ấy, nó bắt đầu tiên bằng chữ ship, và Cardano cũng có rất nhiều những cái ship khác nhau. Thì các bạn có thể vào cái trang cardano.vn ấy, ở trong phần Cardano 360 thì ở cái bên tay trái menu tôi đã để rất nhiều những cái ship ở trên đó. Thì có những cái ship mà tôi đã dịch ra rồi. Thì ship 1694 cũng là một trong những cái ship mà mình đã dịch ra toàn bộ phía trên đó rồi, với nội dung cập nhật mới nhất rồi. Thế còn cái chữ 1694 nó đến từ đâu? Thì cái chữ 1694 ấy là nó xuất phát từ từ một người tên là Voltaire. Ông vừa là nhà văn, vừa là triết gia, vừa là nhà sử gia. Ngoạn là ông lấy cái tên, ông là người Pháp mà lấy cái tên khá là dài, mình cũng không đọc được. Và ông lấy cái bút danh là Voltaire. Ông sinh năm 1964 và mất năm 1778. Thì ông là một người cổ vũ cái phong trào tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, nói chung là giải phóng con người. Thì Cardano chọn Voltaire như là một người đại diện, như là một biểu tượng để cho một kỷ nguyên phi tập trung, các bạn. Thế cho nên là cái chữ ship 1694 cũng đánh dấu đây là cái ngày sinh của Voltaire. Thì trong cái đề xuất 1694 này, nó chính là cái đề xuất để khởi động một cái kỷ nguyên Voltaire. Và ở đó thì cái ship này ấy, tập trung vào cái sơ đồ cấu trúc tổ chức của một cái mô hình quản trị on-chain. Ở đó thì Voltaire đưa ra, ở đó thì cái ship 1694 đưa ra những cái mô hình về quản trị, trong đó có ADA holder, có người quản trị pool, vận hành pool STO, có DREP, có cái cộng đồng ủy ban hiến pháp, đúng không nào? Lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ ở trong cái này. Rồi chúng ta ở trong cái đề xuất 1694 nó cũng sẽ có những cơ sở chế vận hành lõi. Trong đó thì liên quan đến đề xuất rồi phiếu bầu, đúng không? Và chúng ta là những cái người mà đi theo hệ sinh thái Cardano thì chúng ta cần phải hiểu rõ được những cái này, bởi vì là cái hệ sinh thái Cardano nó sẽ có một mô hình quản trị nó khác hoàn toàn với các hệ sinh thái khác. Ở những hệ sinh thái khác ấy, thì chúng ta chỉ có mua cái token, sau đó chúng ta đợi nó tăng giá, chúng ta có thể dùng dịch vụ trên đó thế thôi. Nhưng mà đối với hệ thống sinh thái Cardano thì nó sẽ vượt xa cái đấy một chút, là các bạn có quyền tham gia vào cái quá trình quyết định các cái tham số của cái hệ sinh thái đó, rồi các bạn có thể tham gia về quá trình mà quyết định về ngân sách chi tiêu, tham gia vào quá trình quản trị nói chung của hệ sinh thái đó. Tức là khi đấy thì chúng ta đóng vai trò như là một công dân ấy, các bạn, thì nó hình thành cái cơ chế, nó giống như cái nguyên tắc để vận hành cái quốc gia đấy như thế nào. Trong cái bản ship 1694 thì nó sẽ không bao hàm một số các vấn đề ví dụ như là nó sẽ không bao hàm vấn đề nội dung của hiến pháp, nó không bao gồm các vấn đề như là lập trình smart contract để tạo ra những cái ràng buộc về mặt kỹ thuật, nó sẽ không chi phối đến những cái tổ chức như là Intersect, Catalyst, IOG, Emogo hay là Cardano Foundation. Thì những cái này nó nằm ngoài cái phạm vi của cái ship này, các bạn. Và những cái nội dung ấy thì các bạn có thể xem chi tiết ở cái phần podcast. Tôi đã làm cái podcast để đọc toàn bộ cái nội dung của ship 1694, thì các bạn có thể scan cái mã QR để xem ở trên kênh YouTube của Tài chính Tâm An nhé. Ngoài ra thì các bạn có thể đọc bài viết ở trên cái cardano.vn, tôi cũng đã dịch ra rồi, ship 1694. Thì cái podcast nó cũng đọc từ cái bài này ra thôi. Thì các anh chị em nên nên đọc bài viết trước, tức là đọc cái bài viết trước, sau đó các bạn nghe. Bởi vì là nếu mà nghe không ấy, thì nó cũng khá là phức tạp, nó khá là trúc trắc. Thì cá nhân tôi cũng phải dành mất 2 ngày, các bạn, 2 ngày, mặc dù trước đây mình đã có hiểu mơ mơ về cái này rồi. Thế nhưng mà thực sự là để chia sẻ kiến thức với các bạn lên đây thì tôi mất mất 2 ngày để đọc lại nó và hiểu các cái cấu trúc vận hành trên nó, thậm chí là còn phải trao đổi với rất nhiều anh em ở bên ngoài nữa để xem là những cái gì mà mình đang hiểu nó có đúng không, các bạn. Thì trong cái nội dung ngày hôm nay thì mình cũng chỉ xin phép là thay mặt lại anh em thôi, là tổng hợp lại nội dung từ những cái bài viết, từ những cái bài podcast ấy, để nó thành trong cái bài bản nó xúc tích hơn, để các bạn đỡ mất công đọc thôi. Còn thì nó cũng không có cái gì là phát kiến mới cả. Thì các bạn nhớ nền tảng của cái 1694 ấy, nó chính là hướng tới việc mà đưa đưa Cardano trở thành một cái blockchain phi tập trung nhất. Và phi tập trung ở đây thì nó có nhiều rất nhiều tầng lớp. Phi tập trung ở đây nó có thể phi tập trung từ cái hạ tầng phần cứng, từ cái vị trí đặt các cái nốt, đúng không? Và phi tập trung ở đây nó còn
chúng ta nói đến cái phần gọi là phi tập trung ở cái phần quản trị là một cái tầng cao hơn nữa ở cái phần phía trên. Và Cardano luôn hướng tới những cái chuyện là trở thành một blockchain phi tập trung nhất và phi tập trung cả ở cái phần quản trị nữa cơ, chứ không chỉ có cái phần mà vận hành cái hệ thống pool hay là cái cơ chế đóng block, đúng không các bạn? Và cái phần quản trị on-chain thì nó có hai cái mảng rất là quan trọng. Một là làm sao đưa ra quyết định đến cái phần hạ tầng kỹ thuật của hệ thống, tức là làm sao ấy, chúng ta có thể tác động được là anh em rất hay nói nhiều là block hiện nay nó chỉ có 92 KB, thế bây giờ muốn cho nó to lên có được không? Thì IOG hiện nay họ khá bảo thủ, họ bảo hiện nay là tôi chưa đổi, các ông muốn thì các ông có hoàn thành cái này này thì các ông có quyền tự 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 đổi được cái chuyện này. Thì như vậy chúng ta rất nhiều người vẫn đang đi theo cái mô hình quản trị tập trung, tức là cứ cứ nhắm vào ông Hawkinson, cứ nhắm vào tổ chức IOG để kêu gào tất cả những gì chúng ta muốn. Chúng ta kêu gào là cho cái block nó to lên đi. Hôm qua thì ở trên cộng đồng có một bạn ở trên Twitter ấy, có một người post ra là tôi đã theo Cardano 5 năm rồi, nhưng mà sau đây tôi đưa ra 5 vấn đề mà Cardano cần phải giải quyết. Ví dụ như là một là phải có stablecoin. Thì hai là phải phải tăng quy mô, tăng cái khối lượng block lên, rất nhiều các vấn đề bạn liệt kê ra. Thì ngay lập tức Hawkinson cũng đã có một cái video để phản hồi lại. Ông ấy có một cái video là các chủ đề thú vị. Thì hôm nay chúng tôi cũng đã cái nhóm dịch cũng đã dịch xong rồi. Tôi nghĩ là chắc ngày mai các bạn ấy sẽ cung cấp cái thông tin đấy ra. Và Hawkinson có nói rất là bây giờ tất cả các quyết định ấy là nằm trong tay các bạn. Các bạn muốn block to hơn thì các bạn quyết. Các bạn muốn 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 nó nhanh hơn, các bạn quyết. Các bạn muốn chi bao nhiêu tiền, các bạn muốn mời 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 Circle vào đây cần trả cho họ 10 triệu đô để họ đưa stablecoin lên đây là các bạn quyết, chứ IOG không quyết các bạn. Rồi cái người mà viết bài, cái bài Twitter ấy, anh ấy cũng nói rằng là các hệ sinh thái khác thì những cái người đứng đầu người ta lao vào, người ta giải quyết, người ta hỗ trợ cộng đồng, rồi tổ chức các sự kiện quảng bá marketing rất nhiệt tình, nhưng mà ba tổ chức như là IOG, Imogo, Cardano Foundation có vẻ hơi bị đuối những cái chuyện này. Thì Hawkinson cũng nói rằng là đấy là nhiệm vụ cộng đồng, và để một cộng đồng làm tất cả những chuyện đấy thì phải tập trung vào cái quản trị on-chain, và sau này chúng ta sẽ là những người quyết tất cả những chuyện đấy. Lấy tiền tiêu vào marketing, ok thích ông quyết. Các bạn muốn lấy tiền để mời mời Circle vào đây để đưa các USDC lên đây, và Circle sẽ đề xuất là 10 triệu đô la để đưa USDC lên đây, và có đồng ý không? Thì chúng ta những người ADA holder sẽ là những người quyết cái việc đấy, chứ IOG không phải là người quyết việc đấy. Như vậy cái phần quản trị on-chain sẽ tập trung vào quyết hai vấn đề: một là phần hạ tầng kỹ thuật, hai là cái phần ngân sách ấy, tài trợ cho chuyện phát triển ấy. Đây là hai cái nội dung chính các bạn. Thì và cái phần quản trị on-chain thì Cardano.vn cũng có rất nhiều các bài viết, các cái bài mà dịch ra được ấy, về cái phần quản trị on-chain, là các bạn có thể vào cái mã QR code để đọc thêm nhé. Và nội dung hôm nay thì tôi sẽ chỉ xoay quanh cái SHIB 1694 thôi. Và ngày mai mà khi chúng tôi public lên cái video là interesting vấn đề ấy, cái issue, các vấn đề của Hawkinson nói, các bạn nên xem lại cái đấy nữa. Ông ấy lại đưa ra những triết lý nói chuyện rất là khá là hay. Các bạn thì chúng ta sẽ xem cái đấy sau. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể vào nhé. Cái SHIB 1694 thì nó gồm những yếu tố gì? Và các bạn nhớ là trong cái quá trình lắng nghe ấy, khi các bạn bắt được những thông tin ấy, cái câu hỏi ở bên trong các bạn luôn luôn phải phải định hình được là với những thông tin mà mình nghe được cái này này thì mình bản bản thân các bạn ấy sẽ làm được cái gì, sẽ đóng được cái vai trò gì trong việc này, và mình có thể tìm kiếm được những lợi ích gì, lợi ích kinh tế, lợi ích tinh thần, các cái vị thế của mình ở trong cộng đồng, đúng không các bạn? Thì đấy là những câu hỏi đặt ra, thì mỗi người sẽ chọn được những vị thế khác nhau, và chúng ta phải lắng nghe theo cái cách đấy, thì chúng ta sau này chúng ta sẽ tìm được những cái vị thế của mình nhé. Rồi, trong cái đề xuất 1694 thì đề cập rất nhiều những cái vị thế khác nhau, những cái vai trò khác nhau. Thì ở đây mình sẽ liệt kê tất cả những cái vai trò ra để các bạn hình dung nhé. Cái vai trò đầu tiên ấy mà dễ nhìn thấy nhất chính là ADA holder, tức là những người nắm giữ ADA. À, thứ hai là chúng ta sẽ nhìn thấy FTO. FTO là từ viết tắt của những người vận hành pool. Các bạn, những người mà giống như tôi mà vận hành ba cái pool ấy, các bạn. Rồi chúng ta sẽ thấy một cái vai trò có tên là Derep. Derep nó giống như là người đại diện ấy, là những cái người mà sẽ được ADA holder bầu ra và sẽ đứng với vai trò giống như là đại biểu quốc hội ấy, sẽ được quyền ra quyết định. Vị trí tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy đấy là một cái ủy ban hiến pháp, được bảo vệ, đứng họ đứng ra để bảo vệ cái hiến pháp của Cardano. Bốn cái chủ thể này thì họ sẽ cùng nhau tác động đến một cái thứ rất quan trọng,
chính là các cái đề xuất quản trị. Tức là Cardano vận hành theo hướng là sẽ có các cái đề xuất quản trị, và thông qua bốn cái chủ thể này, họ cái tác động trực tiếp hoặc gián tiếp vào các đề xuất quản trị này. Thì cụ thể nhé, trong cái mô hình ấy, các bạn sẽ thấy như này, ADA holder sẽ là người đóng vai trò đề xuất các cái đề xuất quản trị, tức là họ muốn thay đổi những cái nội dung nào, họ muốn thực hiện những cái quyết sách nào, thì họ sẽ là người viết đề xuất, sau đó họ đẩy những cái đề xuất lên lên cái on chain. Đúng không nào? Còn khi mà họ đẩy đề xuất đấy thì ADA holder hoàn toàn không được quyền quyết định cái gì cả. Các bạn, họ sẽ những cái người mà quyết định cái chuyện là cái đề xuất này có được thực thi, có được áp dụng hay không ấy, thì sẽ là FPO, sẽ là DREP, sẽ là Ủy ban Hiến pháp. Đấy là ba người đóng vai trò trong cái chuyện mà ra quyết định xem cái đề xuất có thể ứng dụng được hay không. Thế ADA holder thì họ sẽ tác động đến cái gì? Thì ADA holder sẽ là những cái người mà quyết định xem là FPO nào và cái DREP nào sẽ được quyền tham gia vào quá trình đề xuất quản trị đề xuất, và cái quyền lực của họ sẽ được đề xuất là bao nhiêu, đúng không ạ? Ở đây ví dụ như là cái hệ thống pool, tức là cái hệ thống FPO ấy, các bạn biết cái này nó chính là cái pool này, các bạn đã biết cái này rồi đúng không? Thì cái sức mạnh của một cái pool ấy, được đóng block hay không là do ADA có thể được ủy thác vào đó nhiều hay không. Thì khi ADA được ủy thác vào đó nhiều thì cái pool ấy được đóng 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 cái block nhiều hơn. Thì tương tự như thế, trong cái đề xuất SHIB này ấy, họ sẽ dùng chính cái ADA mà đang ủy thác vào các pool ấy, sẽ được, nó giống như là cái quyền, cái số lượng phiếu bầu ấy, sẽ quyết định đến chuyện là cái quyền lực bầu của một pool là bao nhiêu so với cái đề xuất quản trị. Và DREP sẽ là một cái tổ chức, sẽ là một cái những cái chủ thể mà vận hành, nó cũng tương tự như cái pool, tức là ở đó ADA holder cũng sẽ phải ủy quyền, tức là tôi ủy quyền đây cho ông này sẽ làm đại biểu hội đồng nhân dân chẳng hạn như thế, thì sẽ là do cái ủy quyền được sinh ra. Tuy nhiên cái chủ thể thứ ba, tức là cái ủy ban hiến pháp ấy, thì không phải do ADA holder bầu ra, mà ủy ban hiến pháp thì lại được hình thành từ những cái đề xuất. Tức là bây giờ sẽ có một cái ủy ban để bảo vệ hiến pháp. Ủy ban bảo vệ hiến pháp thì bạn có thể hình dung nó giống như là viện kiểm sát ấy, đúng không? Tôi hình dung có thể trong cấu trúc tổ chức nó giống như là viện kiểm sát ấy, để họ họ đứng ra họ hoặc là tòa án nhân dân tối cao, nếu chính xác là tòa án nhân dân tối cao. Họ sẽ là bên quyết định xem, bên quyết định cuối cùng xem là những cái đề xuất thực thi ấy, nó có vi hiến hay không, nó có hợp pháp hay không. Hình dung nào? Và cái ủy ban hiến pháp ấy, nó sẽ được hình thành lên bằng cách là ADA holder họ sẽ nộp một cái đề xuất, nếu mà muốn muốn ủy ban hình thành, họ sẽ nộp một cái đề xuất lên là đây tôi muốn đề xuất là danh sách ủy ban hiến pháp là những người này. Thế sau đó ông FPO với ông DREP ấy là sẽ bỏ phiếu xem là có đồng ý cái ủy ban hiến pháp này không. Nếu mà đề xuất ấy được thông qua thì cái ủy ban hiến pháp ấy sẽ được hình thành, và khi nó hình thành xong rồi thì cái vai trò của ủy ban hiến pháp nó cũng 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 ngang với DREP với FPO. Thì phần sau chúng ta sẽ nghiên cứu rất chi tiết vào từng vị thế này nhé. Và trong trường hợp mà đề xuất được thông qua, được phê duyệt đấy, thì những cái đề xuất được phê duyệt đấy nó sẽ được ghi vào blockchain, và có thể như có những cái tham số mà nó sẽ thay đổi trực tiếp trên blockchain luôn, và có những tham số thì nó chỉ ghi nhận vào đó và chúng ta sẽ phải xử lý off chain. Ví dụ như là thay đổi cái hệ số K của pool, thay đổi cái mức phí của pool, thay đổi với tỷ lệ reward, đúng không? Ví dụ như thế. Rồi thay đổi cấu trúc của block, đúng không? Ví dụ như vậy. Thì chuyển tiền để tài trợ chẳng hạn như thế. Thì những cái quyết sách kiểu như thế thì nó sẽ xảy ra trên blockchain. Nhưng một số nội dung như là thay đổi hiến pháp chẳng hạn, thì cái hiến pháp nó sẽ nằm bên ngoài blockchain, và nó chỉ có cái mã hash của cái hiến pháp ấy, nó sẽ chạy lên blockchain thôi. Thì đây là tổng quan nha các bạn, đây là tổng quan cái mô hình về 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 quản trị đề xuất của cái SHIB 1694, nói về mô hình quản trị nói chung. Như vậy là tổng kết lại, chúng ta có bốn chủ thể là ADA holder, những người vận hành pool, những người đóng vai trò là DREP và ủy ban hiến pháp, như thế nào? Và vấn đề bây giờ là vận hành nó như thế nào ấy? Thì chúng ta sẽ đi sâu vào để từng cái vị thế một để chúng ta sẽ nắm được. Hết cái slide này các bạn đã phải hình dung xem là ok rồi, trong cái này ấy, thì các bạn sẽ làm những cái gì rồi nhé. Ví dụ như tôi chẳng hạn, thì hiện tại tôi xác định mình đứng ở vị thế là ADA holder, ok, rất tất nhiên rồi. Thứ hai là tôi đang nhìn thấy là tôi đang đứng ở vị thế là FPO, vậy là tôi đang vận hành pool rồi. Và sắp tới cái thứ tôi đang hướng đến nữa là ok rồi, tôi muốn làm DREP, tôi muốn có thể làm đại diện cho một số nhóm, một một số cộng đồng ở Việt Nam để đứng ra để có thể tham gia quá trình vote này. Ví dụ như thế, như vậy là tôi sẽ tìm được
ba cái vị thế ở trong cái việc này. Rồi những việc mà tôi nghĩ là tôi có thể làm được, ví dụ tôi có thể ủy quyền, tất nhiên rồi tôi sẽ ủy quyền cho chính tôi, bởi vì là tôi muốn làm SPO, tôi muốn làm direct, tôi sẽ ủy quyền. Ngoài ra là tất nhiên tôi sẽ tham gia một quá trình vote của hai cái vị thế này, và những quá trình vote thì có thể có được lợi ích, có thể không được lợi ích, đúng không? Thì tùy. Và tất nhiên là một ADA holder, có thể tôi cũng sẽ nộp những cái đề xuất của riêng mình lên làm đề xuất quản trị. Nhưng mà muốn làm được những cái chế đó thì mình phải hiểu được cơ chế vận hành của nó là như thế nào, đúng không? Cá nhân tôi thì chưa chưa có ý tưởng gì là mình sẽ đứng vào cái ủy ban hiến pháp này cả. Biết đâu đấy, các bạn cứ thử nghiên cứu xem, biết đâu các bạn có thể đứng được vào đây nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi vào các nguyên tắc nhé. Các bạn phải hiểu các nguyên tắc vận hành. Trong slide này mình sẽ trình bày nguyên tắc của 1694 và cái vị thế ADA holder. Sau đó chúng ta đi lần lượt qua các cái vị thế khác nhé. Một trong nguyên tắc rất là quan trọng, cốt lõi của 1694 các bạn, tức là một la vần lết là một phiếu bầu, hay là các bạn có thể nghe ở đâu đó, tức là một ADA một phiếu bầu ấy. Thì ở trong cái 1694 người ta sẽ nói rất rõ là một la vần lết là một phiếu đầu bầu. Các bạn hiểu đây là một ADA, la vần lết là một đơn vị nhỏ nhất ở trên cái hệ sinh thái Cardano nhé. Một ADA thì sẽ bằng là 1 triệu la vần lết. Không, thì cái này viết ra để cho một số bạn nào chưa biết. Không, la vần lết thì một ADA là 1 triệu la vần lết. Thế cho nên là nếu mà phát biểu là một ADA là một phiếu bầu ấy, thì những ai mà có 0,1 ADA ấy, thì lại không được một phiếu bầu, thì phát biểu nó không đúng lắm. Cho nên là phải phát biểu chính xác là một la vần lết và một phiếu bầu. Như vậy bạn chỉ có 0,1 ADA ấy, bạn cũng có tương đương với một phiếu bầu. Tất nhiên cái chuyện làm này ấy, thì nó sẽ giúp cho cái chuyện bình đẳng. Nhưng các bạn nhớ là cái sự bình đẳng đây là phải dựa trên số lượng ADA nắm giữ. Bình đẳng ở đây không có nghĩa là một ví là một phiếu bầu. Thì có rất nhiều người đã đề xuất cái việc này, tức là tại sao không 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 làm một ví một phiếu bầu, thì nó mới giống thực tế ở ngoài đời là một người một phiếu bầu. Thế nhưng mà các bạn biết là trên nền tảng blockchain ấy, bản chất của nó là phi tập trung và ẩn danh, cho nên cái chuyện xác định được một mỗi người người nào là ví nào ấy, thì nó sẽ khá là khó. Và nếu mà xác định được ra ấy, thì nó lại không đảm bảo cái tính tính ẩn danh nữa. Cho nên là cái cơ chế là một người một phiếu bầu thì nghe có vẻ hợp lý, thế nhưng mà nó không áp dụng được ở trong cái mô hình quản trị này. Thứ hai, về về mặt kinh tế thì rõ ràng là những cái người nào mà có kinh tế nhiều thì họ có xu hướng sẽ bảo vệ những cái hệ sinh thái tốt hơn, còn những người mà có ít cái lượng ADA nào. Cái nguyên tắc thứ hai là chỉ có ba cái chủ thể, và ba chủ thể này tách biệt hoàn toàn có thể ra các quyết định đối với hệ quản trị trên hệ sinh thái Cardano. Đấy là SPO, Direct và Ủy ban Hiến pháp, viết tắt là CC. Và các bạn nhớ là như này, nguyên tắc là các chủ thể này có thể là cá nhân hoặc có thể là tổ chức nhé các bạn ấy. Bất bất kỳ cứ ở vị trí nào cũng thế, các bạn có thể là một cá nhân. Như vậy là cá nhân bạn có thể là một SPO, là cá nhân bạn có thể là một Direct, là cá nhân bạn có thể là một thành viên của cái Ủy ban Hiến pháp. Hoặc bạn có thể là một tổ chức, bạn có thể là một công ty, bạn có thể là một tổ chức phi lợi nhuận, ví dụ như thế. Bạn có thể là một nhóm các thành viên để các bạn có thể đứng vào cái vị thế này. Cho nên là đối với các cái vị thế quản trị là nó không phân biệt xem là cá nhân hay là tổ chức đâu nhé. Và cái nguyên tắc thứ ba ấy, là bất cứ một cái đề xuất quản trị nào của nền tảng Cardano thì phải tối thiểu được phê duyệt bởi hai chủ thể. Đấy là tối thiểu là phải có hai chủ thể. Như vậy là không có một chủ thể nào độc quyền chi phối bất cứ một cái đề xuất quản trị nào. Ví dụ như là bạn có 10 đề xuất quản trị thì không chỉ có một SPO hoặc hoặc là một nhóm DREP hoặc là một nhóm nhóm Ủy ban Hiến pháp có khả năng ra quyết định cái chuyện đấy được. Tối thiểu là phải có hai, đúng không? Và nhiều nhất là ba, vậy là đồng thuận tất cả thì cái đề xuất đấy nó mới được phê duyệt, đúng không? Và trong 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 đề xuất của Cardano thì của đề xuất của 1694 thì họ không khuyến khích trong cái chuyện là họ họ không đề xuất cái chuyện là xác định danh tính của các chủ thể này. Ví dụ làm SPO thì không có nghĩa là ông là pool của Fimi thì ông phải công bố lên là đã tôi là pool của Fimi đây, hoặc là sau này Direct cũng thế, thì họ chỉ giao tiếp qua những cái ID, những cái chữ ký số thôi, chứ họ không quy định rất rõ ràng là ông phải công khai danh tính. Kể cả thành viên của Ủy ban Hiến pháp cũng thế. Mục tiêu là để làm cho những cái chuyện bỏ phiếu này nó được minh bạch, để tránh cái chuyện áp lực ở phía bên ngoài off-chain ấy, nó tạo ra những cái áp lực không cần thiết trong cái chuyện bỏ phiếu nữa. Tất nhiên là người ta vẫn khuyến khích, trong cái tài liệu cũng ghi rõ là khuyến khích mọi người nên công khai danh tính.
Bởi vì là những cái người mà ủy thác này họ cũng cũng nên biết được những cái quan điểm, cái con người và cái độ uy tín của những cái vị thế này như nào. Thì đấy là bốn cái nguyên tắc cơ bản để hình thành nên cái ship 1694 nhé. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta nghiên cứu từng vị thế này. Chúng ta sẽ đi lần lượt qua từng cái vị thế này một nhé. Nhưng bây giờ đầu tiên là cái vị thế Ada Holder. Thì tôi nghĩ là vị thế Ada Holder này là nhiều anh em ở đây là sẽ sát sườn nhất, đúng không ạ? Thì đối với Ada Holder ấy thì các bạn nhớ là chúng ta có một cái quyền mà quyền rất là quan trọng ở đấy là chúng ta được quyền đề xuất. Tức là chỉ có những Ada Holder mới được đề xuất thôi. Và như vậy là FPO không được đề xuất, Rep cũng không được đề xuất và Ủy ban Hiến pháp cũng không được nộp đề xuất. Vậy là muốn cái gì nó triển khai trên cái hệ quản trị thì đầu tiên thì bạn phải là một ADA holder đã. Và khi mà nộp đề xuất ấy thì các bạn phải đặt cọc một cái khoản tiền cho cái phần đề xuất đấy. Để thứ nhất là thể hiện cái sự cam kết của mình đối với cái đề xuất đấy. Thứ hai là để tránh những cái đề xuất rác. Tức là bây giờ mà ai cũng thích thì cứ nộp đề xuất lên cũng được, thì có mà vứt hàng trăm thứ lên trên nền tảng blockchain như thế, với lại cái ban vận hành quản trị họ sẽ rất mệt mỏi và chúng ta sẽ có một đống rác ở trên đây mất. Cho nên là được quyền nộp đề xuất nhưng phải có trách nhiệm và thể hiện trách nhiệm bằng cách là phải đặt cọc cái số tiền đấy vào đấy. Và tất nhiên cái số tiền mà đặt cọc vào đó thì đừng hy vọng là được stake cái gì đấy, các bạn sẽ không được stake. Và cái số tiền đấy là bao nhiêu thì hiện tại chưa quyết, họ chỉ nói là đề xuất một cái số đặt cọc thôi. Và số đặt cọc cái là bao nhiêu ấy, thì sẽ nộp vào cái đề xuất, xem là một lần đề xuất thì nộp đặt cọc là bao nhiêu. Cá nhân tôi nghĩ thì chắc nó phải tùy theo cái mức độ quan trọng của từng cái đề xuất một thì sẽ có những số tiền đặt cọc khác nhau. Và cái số tiền đặt cọc ấy nó cũng không 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 nên là quá cao để nó tạo ra cái bức cản để những cái người mà muốn thực thi cái vai trò của mình không thực thi được. Cái số tiền đặt cọc này này sẽ được hoàn lại cho cái ADA holder. Một trong các trường hợp, một là khi mà cái đề xuất ấy được thông qua, thì khi đề xuất được thông qua một cái thì cái tiền nó sẽ được trả lại. Hai là đề xuất ấy bị hủy bỏ, tức là hết hạn, cái đề xuất ấy không không rõ cái chuyện là có được phê duyệt hay không thì được hoàn lại. Ba là cái đề xuất ấy mới không được thông qua, không được thông qua nói chung là cũng được trả lại khi mà nó kết thúc rồi, nhưng thì chúng ta sẽ không mất cái đó. Cái thứ mất là chúng ta bị giam cái khoản tiền vào một khoảng thời gian và chúng ta sẽ không được hưởng stake cái đó, nhưng nó gọi như vậy là ADA holder có cái quyền rất quan trọng là được đề xuất và chỉ có ADA holder mới mới được thực hiện vai trò để đề xuất thôi nhé. Thứ hai là ADA holder là cái người được thực hiện cái quyền là các bạn được quyền ủy quyền cho cái FPO và ủy quyền cho DREP thông qua cái chuyện là stake các bạn. Có bạn hỏi là khi nào thì tiền cọc bị mất vậy thầy, thì không không khi nào bị tiền cọc bị mất cả. Thì mọi đề xuất ấy, luôn luôn có một cái khoảng thời gian, tức là khi bạn nộp đề xuất thì bạn muốn đề xuất này được thông qua vào cái thời điểm nào thì ít nhất là đến cái thời điểm đấy là nó sẽ được trả lại. Hoặc là đề xuất đây được thông qua sớm hơn và thực thi sớm hơn thì bạn sẽ được trả lại, còn nếu không thì hoặc là nó sẽ không được thông qua thì cũng được trả lại, đúng không? Có bạn hỏi là việc thực hiện đề xuất và nộp tiền cọc thì rất nhiều đề app trên Cardano đã áp dụng rồi thầy ạ. Có thể vẫn nhận được tiền stake nhưng không có quyền chi tiêu. Sau này Cardano có thể học hỏi theo mô hình như đã chạy. Ok, có thể tôi sẽ bảo Cardano học hỏi mô hình này. Các bạn nhớ nhé, cái tiền đặt cọc theo kiểu là TVL ấy, đặt cọc kiểu cam kết sau đó để chết chết với nhau ấy, nó khác nha các bạn. Ở đây ở Cardano cái tiền đặt cọc này nó chỉ thể hiện cái chuyện là cam kết của bạn đối với chuyện là các bạn nộp cái đề xuất này thôi. Nhưng mà nó sẽ có một con số cố định thôi. Không phải là đề xuất của bạn nó phức tạp quá thì bạn phải nộp nhiều tiền. Ví dụ như những đề xuất ở trên các đề app, ví dụ như là các bạn mua nhiều 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 cái token hơn thì bạn phải 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 đặt stake ADA nhiều hơn, thì không phải thế nhá. Cái ADA này là cái đặt cọc này là các bạn đặt cọc, ví dụ là họ sẽ quy định là bây giờ mỗi một đề xuất cho cái phần làm thay đổi cái tham số chẳng hạn thì bạn đặt cọc 100 ADA thế thôi. Thì bạn có thể làm cái trong một cái đề xuất của bạn có thể thay đổi 10 tham số thì có thể bạn cũng chỉ đặt 100 ADA thôi. Thì nó không phải phức tạp lên giống như là cái phần stake. Thì tôi nghĩ là cái này Cardano không phải đi học lại của các cái sàn DApp đâu. Có bạn hỏi là nghe vậy thì hiểu là ADA có thể giá cao sẽ mất tính phi tập trung. Không, các bạn đừng 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 nghĩ là ADA cao lại mất tính phi tập trung. Tất cả tham số chúng ta đều có khả năng thay đổi được mà. Tôi hiểu ý bạn Kusongu là khi mà 100 ADA bây giờ mà nó như thế này ấy, thì có những người có khả năng nộp đề xuất được.
Thế giờ ADA mà lên 100 đô la thì sao, bốc phét thế, thì có phải là người ta không được đề xuất không? Thì không phải, bởi vì là sau này ấy, cái số 100 mã ADA ấy, thì chúng ta sẽ vote, chúng ta sẽ thay đổi được mà. Thế các bạn, thế cho nên là nó không mất tính đi tính phi tập trung. Thì các bạn đừng 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 bị tiêu cực quá, đúng không? Khi mà giá đã tăng lên ý, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng, đúng rồi, các bạn nghĩ là đề xuất là giảm tiền cọc đi. Các bạn bây giờ chúng ta chuyển một cái lệnh ý, chúng ta đang mất là 0,16 ADA gì đó, đúng không? Và sẽ có người nói là thế sau này ADA lên 100 đô la có phải nó rất là đắt không? Thì rất đơn giản là chúng ta sẽ làm một cái đề xuất quản trị là tôi đề xuất bây giờ giá ADA lên quá cao rồi, cho nên tôi đề xuất giảm phí xuống còn 0,0001 thôi. Các bạn nộp đề xuất lên và vấn đề là mọi người vote là ok, thế là thay đổi, hệ thống nó sẽ tự thay đổi luôn. Nhưng như các bạn thì đấy là cái thứ văn minh và không một hệ sinh thái nào hiện tại hiện nay có thể làm cái chuyện đấy. Bạn không thể lên Bitcoin, bạn không thể lên Ethereum để làm cái chuyện đấy được, và vấn đề này rất khó như các bạn, nhưng không nghĩ là cứ lên được thay đổi cái tham số là được đâu, bởi vì là nó không có một cái cơ chế để ra quyết định những cái việc này. Còn đối với hệ thống Cardano thì họ đã tạo ra một cái cơ chế cho cái việc để các bạn được quyền làm cái việc này, thì chưa nào, thì đây là một điều rất mới nha. Rồi chúng ta sẽ quay lại nội dung là ADA holder sẽ có ủy quyền, có việc ủy quyền, tức là cái cách các bạn lựa chọn DRF nó cũng sẽ giống y như cái cách mà các bạn lựa chọn các cái pool như hiện nay. Thì các bạn cái mô hình mà DRF được hình thành ấy, nó cũng giống y như cái mô hình hình thành lên 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 pool. Thì cái phần sau mà nói thêm về DRF thì tôi sẽ nói kỹ thêm, nhưng mà cái cách để các bạn đứng vào ADA order, bạn ủy quyền cho một một pool như thế nào, thì sau này các bạn cũng làm ủy quyền cho một DRF cũng như thế các bạn, và bạn hoàn toàn có khả năng là ủy quyền cho một pool này nhưng lại bầu cho một DRF khác. Ví dụ sau này tôi cũng sẽ đứng lên làm DRF là Phi-mi, thì bạn hoàn toàn có thể ủy quyền vào pool của Phi-mi nhưng lại ủng hộ một cái DRF hoàn toàn không phải Phi-mi, thì bạn hoàn toàn có khả năng làm thế. Cho nên là các cái chủ thể nó có thể độc lập với nhau. Trong quá trình vote ấy, thì một một ADA holder có thể được vote nhiều lần cho một đề xuất, nhưng nhớ là chỉ có cái vote cuối cùng ấy, thì nó có hiệu lực thôi. Thì cái này cũng khá giống với cái vote của bên Catalyst, tức là một cái đề xuất lên bạn có thể vote 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 rất nhiều lần, bạn có thể vote đi vote lại nhiều lần, nhưng cái vote cuối cùng ấy, các cái vote về phía sau nó sẽ phủ định các cái vote phía trước và chỉ có cái vote cuối cùng nó sẽ có hiệu lực thôi. Và có một điều khá thú vị nữa các bạn, tức là ADA holder là người ủy quyền để tạo lên SPO và DRF, nhưng chính các ADA holder có thể trở thành một cái SPO, và chính các ADA holder cũng có thể trở thành một DRF đúng các bạn, và bạn có thể ủy quyền cho chính mình, bạn tự đăng ký trở thành một DRF, bạn tự đăng ký trở thành một SPO và bạn có thể ủy quyền cho chính mình. Thì đấy là cái quyền nhé, cái quyền chúng ta được làm. Và tất nhiên cái bạn tự làm DRF hay tự làm SPO thì cái năng lực cái sức mạnh của bạn bỏ phiếu ấy, thì nó cũng chỉ phụ thuộc vào cái số số DRF các bạn có đó thôi. Các bạn nói là chẳng hạn có 100 ADA, dùng 100 ADA ủy quyền cho pool lại vừa ủy quyền cho DRF và thầy, đúng rồi. Bây giờ bạn có 100 ADA thì bạn ủy thác vào pool Phi-mi đúng không ạ? Và coi như bạn ủng hộ cái pool cái SPO đấy. Và cũng 100 ADA đấy, bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho một bên gọi là một 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 bên đại diện là DRF nữa. Như vậy là chỉ cần 100 ADA thôi, bạn không phải chia đấy đâu nhé, bạn có thể ủy quyền thành thành hai hai nơi, và hai cái đấy là hai cái chủ thể khác nhau và thực hiện các cái nghĩa vụ khác nhau. Cho nên là bạn ủy quyền đi thì nó còn nguyên cái quyền đấy của bạn. Và cái số lượng quyền mà bạn được ủy quyền thì hoàn toàn dựa trên lượng ADA nha các bạn. Cái này là quy định ghi rất rõ. Cardano có những cái thứ mà chúng ta đang vận hành ấy mà nó chưa được văn bản hóa ra, cho nên là nhiều thứ mà mình nói ra mình có vẻ thấy là như là hiển nhiên ấy. Thế nhưng mà bây giờ mới là cái lúc để văn bản hóa cái đấy ra. Các bạn lưu ý như này, trong riêng riêng cái chuyện nộp đề xuất ấy, là chúng ta hoàn toàn không được hưởng cái ưu đãi nào trong quá trình nộp đề xuất nhé, hoặc là cũng như là lựa chọn lên các cái SPO hay là DRF. Tức là mỗi một cái hành động này của các bạn này, mỗi cái hành động này, tức là ủy quyền là đề xuất này, thì các bạn không 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 được hưởng không hưởng không hưởng lợi ích gì đâu nhé các bạn, để nó tạo ra tính vô tư công tâm trong những quá trình mà các bạn làm. Ví dụ khi các bạn mà ủy thác cho SPO ấy, thì cái hành động mà các bạn ủy thác cho một cái pool ấy, là các bạn không được lợi ích gì cả, mà phải đợi cho khi cái pool ấy nó đóng được block thì các bạn mới nhận reward được về. Thì các bạn phải hiểu tách hai cái này nó rõ ràng nhé. Tương tự như thế, khi các bạn ủy quyền cho một DRF ngon thì bạn cũng không nhận được lợi ích gì so của hành động ủy quyền đấy. Có bạn hỏi là thế động lực của người làm đề xuất là gì nhỉ?
có thể lợi ích của chính mình, có thể lợi ích của cộng đồng. Các bạn thì mình viết cái đề xuất đấy. Ví dụ bây giờ như này, mình thấy cái phí nó quá cao đi, mà mình lại là người giao dịch nhiều, thế cho nên rõ ràng là mình sẽ làm một cái đề xuất để giảm phí đi, như vậy là vì lợi ích của chính mình, đúng không? Rồi ví dụ như là mình thấy là Catalyst hiện nay hoạt động không hiệu quả, tôi thấy là hiện nay Catalyst trả thưởng là trả trả thưởng cho voter rất là ít, nhưng lại trả thưởng cho cái đội ngũ mà PA lại rất là cao, ví dụ là, và tôi thấy là điều đấy thì nó không công bằng lắm, cho nên là nó thu hút được rất ít ít người vote. Cho nên là tôi muốn là bây giờ là các ông hãy trả thưởng tỷ lệ cao hơn cho voter và trả thưởng cho những cái ông mà đi chấm 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 ít thôi, chẳng hạn như thế. Tôi muốn như thế thôi, thì và có thể bằng bằng cái nhận thức, bằng những sự hiểu biết của mình thấy rằng là cái mô hình quản trị như thế thì nó có lợi cho hệ sinh thái này hơn, và có lợi cho hệ sinh thái thì nó sẽ tác động đến, có thể đến giá chẳng hạn như thế, đông người dùng hơn thì nó có thể là gián tiếp tác động đến mình, thì đấy là những cái động lực của cái đề xuất đấy. Rồi thậm chí là có những cái đề xuất, tất nhiên là nó sẽ tác động trực diện đến 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 chúng ta, theo kiểu là tôi đề xuất luôn là tài trợ cho Canano Việt Nam một cái XYZ gì đó chẳng hạn như thế, và vấn đề là có được cái hội đồng thông qua hay không thôi. Còn nếu mà hội đồng thông qua thì nó sẽ tác động trực tiếp đến lợi ích các bạn, nhưng bạn không được hưởng lợi ích trực tiếp từ cái chuyện nộp đề xuất, tức là không bao giờ có chuyện là cứ một đề xuất nộp lên thì các bạn được 100 ADA, đúng không? Thì nó không có chuyện đấy, kể cả các hành động ủy quyền cũng thế. Thì cái này các bạn xác định rất rõ nhé, để chúng ta không đòi lợi ích quyền lợi khi mà hệ thống không được duy trì. Như vậy là ADA holder thì bạn sẽ được hưởng lợi ích một cách gián tiếp thông qua các hành động quản trị, chứ không được hưởng lợi ích trực tiếp. Hành động gián tiếp ở đây là ví dụ các bạn ủy thác cho pool thì gián tiếp là các bạn nhận reward từ pool. Hành động ủy thác đây là bạn nộp đề xuất thì bạn được lợi ích một cách gián tiếp khi mà những cái đề xuất của bạn đã được thông qua, chứ sẽ không có lợi ích trực tiếp. Nhớ nhé các bạn nhé. Thì đấy là vị trí ADA holder. Nhìn đây thì các bạn sẽ thấy là ADA holder chính là một cái gốc lõi để nó hình thành lên cả một hệ sinh thái quản trị. Bạn là người quyết định xem SPO là ai, bạn là quyết định là người DRF là ai. Có một điều quan trọng nữa quên mình không nốt lên đây các bạn. ADA holder là người toàn quyền trong cái chuyện thay đổi những cái quyết định của mình. Ví dụ như là bạn hôm nay bạn ủy thác cho pool này, nhưng nếu bạn thấy pool này hoạt động không tích cực, không hiệu quả thì bạn sẽ chuyển quyền ủy thác cho pool khác, thì cái đấy là thuộc quyền của ADA holder. Và tất nhiên bạn cũng có quyền chuyển DRF, ví dụ bạn thấy cái ông DRF này đứng ra mà mấy lần vote nhưng nó không đúng ý của mình, đúng không? Các cái đại biểu giống như đại biểu quốc hội ấy, đúng không? Một thời gian sau bạn bầu cho ông đấy nhưng mà ông cứ vote những cái gì đấy mà mình thấy là nó không đúng, thì các bạn sẽ chuyển vote của mình sang những khác, thì đấy nó coi giống như cái hình phạt ấy đối với SPO, đối với DRF, khi mà họ không ủng hộ, không làm tốt cho hệ thống thì bạn sẽ chuyển đổi. Và lưu ý rằng mỗi một quyết định chuyển đổi của bạn ấy thì nó chỉ có hiệu lực sau sau cái epoch mà các bạn quyết định chuyển đổi ấy thôi, cho nên là cái quyết định của ADA holder nó hơi có độ trễ một chút. Ví dụ như là hôm nay mà đang ở cái epoch này, bạn thấy là ông này làm chán thế muốn đổi thì bạn ủy thác sang, nhưng khi bạn ủy thác sang ấy thì nó phải đợi đến lúc cái epoch đóng lại thì nó tính lại cái số 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 tích của bạn ấy, thì khi đó thì nó cái chuyện mà thay đổi của bạn ấy nó mới có hiệu lực, thì như không nào. Đấy là vì thế ADA holder nhá. Có bạn nói là như vậy ủy quyền cho các pool khác nhau thì reward cũng tương đương nhau nhỉ? Cũng không tương đương nhau lắm. Ví dụ nếu bạn ủy thác cho những cái pool mà ít quá thì có thể là lâu 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 nó mới đóng một lần, hoặc là có lúc nó may mắn quá nó lại được đóng nhiều, thì đây là cái ủy thác nó có thể vênh nhau một chút. Nhưng nếu bạn ủy thác mà dài hạn vào một cái pool mà nói chung cứ khoảng độ 3 4 triệu ADA trở lên đấy, thì về cơ bản là cái phần reward nó cũng tương đương nhau, không cần gần giống nhau. Đúng rồi, nó còn phụ thuộc vào cái margin người ta thu có đóng được block bình thường hay không, nó bị như thế. Nhưng cơ bản ấy, bạn bạn cứ ủy thác vào một cái pool mà nó khoảng trên 3 triệu ADA trở lên ấy, thì đa số là cái tần suất đóng pool thì tương đối đều đặn. Không thì cơ bản thì cái margin hiện nay có khoảng độ 3% gì đó. Đó. Rồi nhá, xong cái vị thế ADA holder này. Bây giờ chúng ta sang vị thế direct. Ở đây ấy, thì hôm nay tôi sẽ không nói nhiều về cái SPO này. SPO chính là cái pool ấy, thì thực ra chúng ta đã hiểu hết rồi đúng không các bạn? Thì pool, các bạn muốn làm pool thì giống như tôi vận hành pool chẳng hạn, thì các bạn phải lên mạng, các bạn phải đăng ký một cái ID, xong rồi đưa các thông số của mình vào đó, thu phí bao nhiêu, rồi sẽ vận hành cái pool cấu trúc cái thứ như thế nào, đại loại thế, các bạn phải khai thác vào đấy. Thì Direct cũng thế. Direct họ cũng 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 phải làm những cái thao tác tương tự, đúng không? Cái nguyên tắc để hình thành lên cái Direct ấy, thì cũng giống như nguyên tắc hình thành lên SPO. Và SPO cái chuyện ủy thác thứ chúng ta khá thành thạo rồi, cho nên là hôm nay tôi không muốn mất thời gian để nói nhiều về SPO.
Và hôm nay tôi sẽ nói cái phần derived là cái chỗ mà nhiều người có thể quan tâm hơn, nó có vẻ hơi lạ hơn. Thì cái nguyên tắc hình thành derived ấy, các bạn cứ nhớ rằng là pool nó tạo ra như thế nào thì derived cũng hình thành như thế. Họ cũng phải lên, họ tạo ra chữ ký số, họ cũng phải có những cái mã ID nhận diện, đúng không các bạn? Và bạn hoàn toàn có thể tra thông tin rồi các cái link của họ ở ở trên cái blockchain hết, đúng không? Và cái như vậy là toàn bộ quy trình đăng ký ủy quyền này, rồi Deref cũng cũng có chuyện gọi là retire, cũng là xin nghỉ hưu đại loại thế, thì nó cũng giống như pool thôi. Và ở đây ấy, các bạn nhớ một cái keyword này nhé, cái Deref của cái SHIB 1694 là hoàn toàn khác với cái Deref của bên Catalyst nhé. Cái này rất nhiều người nhầm nhau, tức là bên Catalyst ấy, họ cũng đề xuất một cái Deref để ở đó là những người vote ấy, giống như các bạn ấy bây giờ mà ngại vote cho các dự án quá nhưng mà vẫn muốn được thưởng. Cho nên là các bạn ở bên đấy họ hình thành một cái mô hình là tất cả vote cho một ông thôi. Ví dụ là vote cho ông Hùng, sau đó ông Hùng đứng ra vote cho các dự án, thì khi mà ông Hùng vote xong ấy thì được thưởng ấy, thì nó sẽ chia đều xuống cho các cái voter ủy thác bên dưới. Thì ở bên Catalyst cũng có derep. Nhưng mà cái derep mà hình thành mà chúng ta đang nói đến đây này là của SHIB 1694, thì hai cái derep này khác nhau hoàn toàn. Cái derep ở phía bên kia ấy, là các bạn ủy thác cho họ ấy, là các bạn nhận được tiền. Nhưng cái derep ở phía bên này là các bạn ủy thác cho họ là bạn không nhận được tiền đâu nhá các bạn. Thì các bạn đừng đừng lẫn lộn giữa hai khái niệm derep này với nhau nhé. Thì cái này là cái lưu ý rất là rõ ràng ạ. Tất nhiên phía bên Catalyst đến giờ phút này nó cũng chưa hình thành derep đâu, nhưng mà nếu sau này họ hình thành thì có thể nó sẽ bị trùng cái khái niệm ở phía bên này nhé các bạn. Cái mô hình hình thành lên derep thì giống FPO, nhưng cái mô hình khuyến khích kinh tế của derep thì lại không giống với FPO. Đối với FPO ấy, họ họ được sinh ra là để đóng block, và họ được hưởng lợi ích từ cái chuyện đóng block, cho nên là chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi ích cùng với họ. Nhưng mà đối với Deref ấy, thì Deref ở trong cái đề xuất của 1694 họ cũng sẽ được nhận thưởng, tạm hiểu chính xác là lương thì chính xác hơn, và họ cũng đề xuất là sẽ lấy tiền từ ngân sách ra. Nhưng mà cái lương của Deref ấy nó chỉ mang ý nghĩa là trả cho những cái đóng góp công sức của cái đội ngũ Deref thông qua một cái chuyện là họ phải tìm hiểu, đọc các cái đề xuất rồi vote, rồi phản biện nhau, ví dụ như thế. Thì đấy là công sức của họ thôi, thì nó giống như một khoản lương thôi. Và cái tiền mà Deref nhận được ấy, họ họ không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải chia lại cho ADA holder. Cái này phải hiểu 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 cho đúng nhé các bạn ấy. Tức là họ nhận được như lương thôi, tức là các ông bầu tôi đi làm việc và tôi đi làm việc để nhận lương. Thì tất nhiên có những cái Deref họ sẽ chia lại cho những cái người ủy thác ở dưới cho họ, nhưng mà trong cái thiết kế hệ thống là ADA holder không được hưởng lợi ích dù trực tiếp hay gián tiếp khi mà các bạn voting ủy thác cho Deref. Thì các bạn thì Deref họ bạn chỉ được hưởng theo kiểu là bạn chọn ra một con người mà đại diện cho bạn để thể hiện được tiếng nói của các bạn ở trên cái hệ thống quản trị thôi. Còn Deref thì họ đang đề xuất là sẽ có được hưởng lương, còn bây giờ là được bao nhiêu lương thì cũng không biết rồi các bạn. Họ chỉ đề xuất là sẽ có thôi, còn cái tham số được bao nhiêu lương ấy thì lại phải làm một cái đề xuất, sau đó thì lại vote như nào. Ở đây ở vị thế Deref ấy, các bạn lưu ý là có hai cái vị thế Deref khác nhau nhé các bạn. Hai cái vị thế Deref rất lớn ấy. Cái Deref tôi đang nói này là nó chia ra hai vị thế. Một ấy là Deref đăng ký, tức là chúng ta này, những con người thật này, tự đăng ký các bạn. Và khi đăng ký xong ấy thì chúng ta nhận ủy quyền từ ADA holder vào. Và như vậy thì cái cách chúng ta làm là tương tự như là cái FPO ấy. Và toàn bộ cái quyền chúng ta ủy thác ấy, thì phụ thuộc vào cái số lượng mà ADA holder các bạn ủy quyền vào. Thì cái Deref đăng ký này là không có vấn đề gì, nhưng làm giống như FPO luôn. Nhưng ngoài ra ấy, thì hệ thống ấy nó sẽ hình thành lên một cái Deref nữa, nó gọi là Deref mặc định của hệ thống ấy. Cái này là do hệ thống nó sinh ra một cái ông Deref ảo, đúng nào? Và ở đó ấy, thì các bạn có thể bỏ quyền bỏ 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 phiếu vào cho ông Deref đấy. Khi mà bạn bỏ phiếu vào ông Deref ấy thì nó có hai loại. Một là bạn sẽ bỏ phiếu giống kiểu phiếu trắng. Khi là ví dụ nhé, nếu mà bây giờ bạn 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 có phiếu bầu cử này mà bạn bỏ phiếu cho ông Hùng, nghĩa là khi ông Hùng mà ông cứ vote những cái gì thì bạn là phải theo ông Hùng. Thế nhưng mà bây giờ bạn muốn thể hiện một cái ý chí quản trị rằng là bạn bạn không muốn tham gia vào quá trình quản trị. Nhưng mà cái phiếu bầu của bạn ấy nó vẫn phải phải được đếm, và bạn bạn thể hiện ý chí luôn của bạn ấy là tôi phản đối, đúng không?
thì bạn có thể bầu cho cái Direct mặc định ấy với cái vị thế là phiếu trắng, và bạn thể hiện một cái ý chí của bạn là tôi không muốn tham gia vào cái quá trình quản trị này. Bất cứ một cái đề xuất nào mà các ông đề xuất là tôi bỏ phiếu trắng hết, thì nó tránh cái chuyện là bạn phải tham gia vào quá trình bỏ phiếu, nhưng mà bạn lại ủy thác cho một ông mà ông ấy lại thể không thể hiện đúng cái ý chí của bạn. Như vậy là hệ thống sinh ra một cái Direct mặc định. Còn trong trường hợp mà biểu biểu quyết theo kiểu là bất tín nhiệm ấy, thì khi mà bạn ủy thác cho cái Direct mặc định như này thì nó lại là một phiếu đồng ý. Tức là khi mà bạn đã ủy thác cho một cái ông mặc định này, tức là bạn thể hiện cái sự bất mãn của mình đối với cái hệ thống này rồi. Nào thì khi mà thể hiện cái sự bất mãn đấy mà nó có một cái đề xuất là bất tín nhiệm đối với Ủy ban Hiến pháp, thì cái phiếu ấy là cái phiếu ok, tôi nhất trí lại là tôi đồng ý là cái loại bỏ cái ban Hiến pháp này đi, Ủy ban Hiến pháp này đi, đúng không? Có bạn hỏi là nếu chỉ DRF sẽ bỏ phiếu và nhận lương, ADA holder không nhận thưởng nữa, thế phần thưởng trước hay nhận được thì sau khi ủy quyền cho DRF thì nó đi đâu hả thầy? Đó, tôi không hiểu ý bạn hỏi lắm. Để tôi đọc lại câu hỏi nhé. Nếu chỉ DRF bỏ phiếu và nhận lương, ADA holder không nhận được thưởng nữa, thế phần thưởng trước hay nhận được thì ủy quyền cho DRF nó đi đâu hả thầy? À, ok rồi. Các bạn nhớ đây nhé, là trước đây ý, là chúng ta ủy quyền cho pool, thì cái pool nó đóng block ấy, đúng không? Thì các bạn nhận được thưởng, thì cái thưởng mà bạn nhận được hiện nay ấy, là nó nằm ngoài cái nguyên tắc quản trị hệ thống, nhưng mà nó cũng là một trong những hệ phi tập trung, nhưng mà nó là đóng block, thì nó ở một cái hệ khác, như nào? Và bây giờ ấy, người ta mới đưa cái STO vào cái hệ quản trị này, đúng không? Thì trong cái việc bỏ phiếu của này này, STO cũng không ăn tiền. Như các bạn, trong cái riêng cái đề xuất của SHIP 1694 nhé, STO cũng không được hưởng gì cả. STO được hưởng cái lợi ích từ cái chuyện mà họ đi vận hành pool. Và bạn ADA holder, bạn cũng được hưởng lợi ích đi theo họ ở bên phần vận hành pool. Còn cái phần quản trị hệ thống này thì bạn không thể vote lại cho họ nữa, họ mang cái quyền mà bạn đã ủy thác cho họ ở phía bên mà đóng block ấy vào cái phần quản trị pool để STO họ vận hành, và STO cũng không được nhận thưởng gì ở đây cả. Thứ hai là cái phần Direct. Direct là một một cái vị thế mới hoàn toàn, và bạn ủy quyền cho Direct là bạn thể hiện một cái ý chí của mình, bạn 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 muốn cái ý chí của mình được được phản ánh vào hệ thống, thì bạn sẽ ủy thác cho Direct. Bạn ủy thác hay không ủy thác cho Direct, ở ủy quyền hay không ủy quyền cho Direct ấy, thì bạn cũng đều không được gì cả. Nhưng chỉ có điều là nếu bạn ủy quyền cho một Direct thì cái ý chí của bạn ấy, ý nguyện của bạn ấy, nó sẽ được thể hiện thông qua cái Direct. Thế thôi. Còn Direct thì họ sẽ là một vị trí mới, cho nên họ được nhận thưởng. Và cái thưởng đấy là lương của họ thôi, họ sẽ không có nghĩa vụ phải chia lại cho bạn. Hình dung không ạ? Còn bạn hỏi cái phần nó đi đâu ấy, thì nó chẳng có cái mới nào để đi đâu cả. Bởi vì Direct họ cũng có thêm những cái gì đâu, họ chỉ có mỗi phần thưởng thôi. Còn bạn phải tách biệt ra nhé. Cái phần reward mà các bạn đang nhận hiện nay ấy, thì nó vẫn cứ như hiện nay, không không thay đổi gì cả, nó nằm bên ngoài cái ship 1694 này. Còn các bạn, nó nằm ở cái phần là đóng block. Các bạn, cho nên là đừng 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 nhầm lẫn ở đây nha. Cái phần lợi ích ấy, các bạn. Cái này mà nghe không ra mà sau này cứ đi đòi Direct là cũng căng đấy nha các bạn. Sau này bầu tôi làm Direct rồi mà cứ hàng tháng lại bảo thầy cho em xin ít tiền mà em đã bầu cho thầy làm Direct các bạn, thì chắc là tôi cũng xin thôi Direct quá các bạn. Ok thì các bạn, thì nhớ cái chuyện đấy nhá. Đâm ra hôm nay phải làm livestream để nói trước cộng đồng là sau này đừng ai đòi tiền tôi để rep nếu mà các bạn có bầu cho tôi. Trên cộng đồng tranh luận rất khốc liệt đấy các bạn ạ. Thế tại sao chúng ta phải cần để rep? Bởi vì là chúng ta đã có STO rồi, thì cần để rep thêm để làm cái gì? Lại phải đi bầu thêm một lần nữa. Thì thứ nhất ấy, là đầu tiên là cái ông STO sinh ra ấy, là không phải để cho quản trị. Các bạn phải hiểu rất rõ như thế. Cái ông STO sinh ra là để vận hành pool, là để đóng block. Cái nhiệm vụ ngoài là vận hành hệ thống là nằm một phía cạnh khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta mới sinh ra một mô hình quản trị, cho nên chúng ta phải sinh ra một cái người một 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 vài chủ thể để tham gia với quy trình quản trị đấy, và một trong chủ thể chúng ta thấy là nó cũng rất quan trọng chính là ông pool, cho nên chúng ta mới gắp ông pool, chúng ta lôi nó vào đây, hình như thế nào? Thế cho nên là ông Direct sinh ra để làm quản trị, còn SPO thì sinh ra để đóng block và nhân tiện, đúng không? Đằng nào ông có sẵn một nguồn lực cái rồi và ông cũng quyết định đến đề xuất, cho nên là tôi lôi ông vào đây. Cho nên là cái Direct là vai trò nó khác và SPO là vai trò khác.
Có bạn nói là SPO cũng phải đọc đề xuất giống như đề rep để vote, thì tại sao SPO không có lương? À, ok rồi, SPO sẽ có những cái lợi ích, các bạn CO sẽ có lợi ích, và lát nữa các bạn sẽ nhìn thấy là SPO thực ra tham gia quá trình đề xuất này này không nhiều lắm đâu, tức là SPO ấy có rất nhiều cái đề xuất mà không được quyền bỏ phiếu luôn cơ, nó chỉ có một vài thôi, có một vài cái đề xuất thì mới được quyền bỏ phiếu thôi. Còn cái vị thế chính ấy, là thằng đề rep làm tất, thằng đề rep thì việc nào nó cũng phải làm, thậm chí ủy ban hiến pháp ấy có những việc chúng nó cũng không được làm, mà đề rep thì tất cả những cái việc mà đề xuất quản trị là đều dính dáng vào hết. Cho nên trong cái mô hình này này, các bạn sẽ hình dung là đề rep là một cái người đóng vai trò quan trọng nhất, nên nếu nếu so với SPO thì đề rep quan trọng hơn, nếu so với ủy ban hiến pháp thì đề rep cũng quan trọng hơn, bởi vì đề rep tham gia vào tất cả những cái đề xuất quản trị, trong khi ủy ban hiến pháp một số những cái đề xuất nó không được tham gia. SPO thì chỉ được tham gia một xíu thôi, vài cái thôi, liên quan đến chuyện nâng cấp với bất tín nhiệm thì như có hai hay ba cái rồi, cái phần sau thì sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì chính vì thế thì SPO nó không được hưởng cái lợi ích ở đây, mà ông hưởng lợi ích ở phía bên kia, ông hưởng lợi ích ở phía bên 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 cái phần vận hành pool đấy. Cái thứ hai là tại sao lại cần Deref? Cái thứ nhất là cần Deref bởi vì là chúng ta cần một người chuyên biệt về quản trị thôi. SPO là cái thằng mà để vận hành block rồi, còn chuyên biệt về phần quản trị thì phải cần một thằng, đấy là thằng Deref. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta để tránh cái chuyện chúng ta tập quyền. Tập quyền ở đây là gì? Ví dụ ông SPO ông đã vận hành block rồi nhá, ông lại nhảy sang đây, xong rồi nếu không có Deref nữa là một mình ông lại thống trị cái phương trời ở cái phần vận hành, à, bên phần quản trị nữa. Như vậy là ông vừa đóng vai trò rất là quan trọng ở cái tầng hạ tầng bên dưới rồi, cái tính phi tập trung rồi, ông lại leo lên trên nữa, ông làm thêm một cái tầng quản trị nữa. Thì như vậy là nó sẽ mất tính tính cái tính phi tập trung đi, cho nên là phải có một hệ thống nữa để nó đối trọng vào, để quyền lực nó không bị tập trung lại. Ok rồi, các bạn hỏi rất hay này. Thế em ủy quyền cho ông Deref xong ông ấy không đi bầu thì sao nhỉ? Các bạn, đây là một điều rất hay, tức là bây giờ bạn bạn bầu ra một 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 ông vào hội đồng quản trị mà ông ấy không chịu đi họp, thì ngay cái hành động đầu tiên ấy các bạn sẽ nhìn thấy là ông không tham gia vào quá trình quản trị. Cái này mình đọc được on trend hết, các bạn sẽ theo dõi xem là cái người mà các bạn ủy ủy quyền ấy là thực thi cái những cái ý chí của các bạn ấy mà họ không hành động ấy, thì đơn giản là bạn chuyển cái quyền Deref cho thằng khác. Vâng, và khi nó mất ra Deref rồi thì khi khi nó mất nó không được làm quyền Deref nữa thì thôi, nó không có lương. Thế nhưng các bạn thì quyền nằm trong tay mình mà, và các bạn được quyền kết hết, nó chỉ trễ có một airport thôi. Bạn bạn đọc cái airport này mà bạn thấy là thằng này là không ổn rồi cái thì airport sau bạn bạn đổi luôn, và những thằng như thế thì không bao giờ có cửa quay lại nữa, đúng không? Có một bạn hỏi là tạo Deref như thế nào nhỉ, ấy hay rồi đây này, đúng không? Các bạn tự nhận ra mình bắt đầu có thể làm Deref đúng không, sẽ nhớ 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 trong đầu có mấy thằng anh mấy thằng bạn các bạn cộng đồng của mình, và các bạn sẽ muốn đăng ký làm Deref. Thì thứ nhất ấy là bạn muốn đăng ký làm Deref thì sau này ấy, cái quy trình để làm ra Deref nó giống như quy trình để tạo ra một cái pool ấy. Thì đấy là quy trình nhé. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại ấy, thì cái ship 1694 này này nó cũng chỉ mới là đề xuất thôi, nó chưa được thực thi, và khi mà cái này được ban hành rồi mà được quyết định thực thi rồi thì sẽ có những cái hướng dẫn cụ thể, và chắc chắn tôi sẽ livestream tôi hướng dẫn các bạn để làm cái Deref này, nó giống như các bạn làm pool thôi, và nó cũng không khó lắm đâu, vài dòng lệnh nó sinh ra cho bạn giữ cái key đấy, và mỗi một lần các bạn mang cái key cho các bạn ký, thế là xong. Có một bạn hỏi là thế đề rep nó bắt tay nhau để thực thi đề xuất xấu cho hệ sinh thái thì sao nhỉ thầy? Đấy mới là cái vấn đề. Phần sau các bạn sẽ hiểu rằng là không có một chủ thể nào quyết định được toàn bộ những cái việc này cả. Cái phần trước bạn có nhớ là nguyên tắc ship 1694 không? Là cái ông đề rep ấy, các bạn nhìn nhìn đề rep này này, là không không Ôi, xin lỗi các bạn. Cái ông đề rep ấy nó không chỉ có một người đâu nhá, cái ông đề rep là một tổ hợp, là một hàng nghìn các ông đề rep ở dưới này này. Cho nên là ý mà các bạn muốn nói là 1.000 thằng nó bắt tay nhau ấy, đầu tiên là điều không thể rồi, đúng không? Nhưng ngay cả khi bạn bắt tay được nhau ấy, thì bạn nhớ là thằng còn SPO nó ngồi đây, thằng ủy ban hiến pháp ngồi đây, cho nên là trong quá trình mà quyết định ấy, mà thằng DREP bảo ừ nhưng mà SPO bảo không thì đôi khi các bạn vẫn đứt như thường, cho nên là cái chuyện bắt tay nhau là điều không tưởng. Chưa kể là cái chuyện mà bắt tay nhau mà khoảng 2-3 thằng thì còn giữ kín được chuyện, nhưng bây giờ bắt tay nhau mà lôi được khoảng 1.000 ông vào đây thì chắc là khó, đúng không ạ? Và các bạn nhớ là ai cũng có thể làm đề rep được nhé các bạn, ai cũng có thể làm đề rep được, và SPO thì có thể 2.000 3.000, nhưng đề rep ấy có thể lên đến 10.000 các bạn, bởi vì ai cũng có thể làm đề rep được, và họ hưởng lợi ích dựa trên cái tỷ lệ ADA mà người ta nắm giữ thôi các bạn, và cứ thế thôi, thì nó sẽ có rất nhiều. Cho nên là cái tính phi tập trung nó thể hiện ở ở đây là
không có một cái chủ nhóm nào có thể bắt tay nhau được, mà ngay như cả khi mày bắt tay nhau được thì cái cơ hội để mày có thể thực thi cái đấy cũng rất khó luôn. Thì cho các bạn thì và cái chốt chặn cuối cùng nhá, nó còn có ủy ban hiến pháp, gọi là cuối cùng nó cũng còn ủy ban hiến pháp, tức là kể cả Deref bắt tay được nhau, xong rồi Deref lại bắt tay được cả FTO nữa, thì cuối cùng ấy, nó có cái thằng ủy ban hiến pháp ấy, nó có quyền phủ quyết, nó có quyền phủ quyết lại. Thôi tí 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 xong phần sau phần vote đi thì tôi sẽ giải thích cái này. Tức là ngay ở khi mà chúng ta bắt được tay được nhau rồi, nhưng mà vẫn có những cái thế lực nó giống như tổng thống ấy, đúng không? Hạ viện, thượng viện, hạ viện mà quyết định là đề xuất ra một cái dự luật rồi. Thế nhưng mà tổng thống phủ quyết thì cũng toang, thì ủy ban hiến pháp nó đóng vai trò giống như thế. À, có bạn hỏi là để vote thì quyền lực tính theo số ADA hay tính theo số người nắm ADA? Tính theo số ADA. Tất cả những thứ ở trong này nó không tính theo người, không tính theo ví các bạn nhé, tính theo ADA, các bạn nhớ như vậy. À, có bạn hỏi là liệu có giống ba ông Cardano Foundation, Emogo và IOG rồi sau đó chỉ có IOG hoạt động chính không? Rồi tí nữa phần sau các bạn sẽ hình dung, bản chất của cái chuyện SHIP 1694 này này là nó thiết kế ra để không thể, đúng không? Để không thể xảy ra những cái chuyện mà thôn tính được cái việc này. Và nếu các bạn ấy, nếu các bạn mà phản biện được rằng là cái mô hình này của ông thiết kế ra nó có một cái lỗ hổng để xảy ra những việc này, thì sắp tới chúng tôi có một sắp tới ở ở bên cái SHIP 1694 ấy, nó tổ chức các sự kiện. Các bạn, ở Việt Nam chúng ta sẽ có một cái sự kiện được tổ chức, tôi nhớ là ở ở phía trong Sài Gòn, và đã được đồng ý rồi. Một nhóm người gồm 6 người, 6 hay 7 hay chục người gì đó, cái nhóm các bạn ấy đã chọn ra rồi, và chúng tôi sẽ tụ nhau lại trong vòng 2 ngày để tập hợp tất cả những ý kiến của anh em ở Việt Nam này này vào một cái đề xuất, sau đó đề xuất ngược lên. Và đây là một sự kiện được tổ chức rất nhiều nơi trên thế giới đồng loạt cùng lúc đấy các bạn nhé. Còn cái là bây giờ ấy, hôm nay tôi trình bày cái nội dung này này, và nếu các bạn thấy hứng thú với cái vụ này, các bạn đọc thêm những tài liệu mà tôi đã gửi ở cái phần trước ấy, và các bạn tìm ra được một lỗ hổng và các bạn phản biện được rằng là cái này có vẻ không ổn, thì hãy chia sẻ thông tin đến với tôi. Sau đó hôm đấy chúng tôi sẽ mời các bạn tham gia vào cùng cái buổi hôm đó. Buổi hôm đó sẽ kết hợp là vào một cái khu độc biệt lập ở trong rừng ấy các bạn. Chúng tôi sẽ thảo luận việc đấy, chúng tôi sẽ đi leo núi, đúng không? Nói chuyện về cái chuyện 1694 này. Và cuối cùng chúng tôi sẽ ra một cái bản đề xuất nói là cộng đồng Việt Nam chúng tôi phát hiện ra có những cái đề xuất kiểu như này để cho những hệ này nó sẽ tốt hơn, chẳng hạn như thế. Các bạn thì những cái việc như thế chúng ta hoàn toàn có khả năng đóng góp được vào cái hệ thống quản trị như thế này. Cho nên những cái việc mà các bạn lo lắng ấy, các bạn, thì đều có chỗ để giải quyết cả. Nhưng mà ví dụ như hệ sinh thái Ethereum chẳng hạn, bây giờ chúng ta đang rất lo lắng là cái chuyện là họ đang bị tập trung hóa vào mấy cái chủ thể. Và bạn lo lắng như thế thì cái sự lo lắng của bạn được phản ánh vào đâu? Nó không có tổ chức, nó không có một cái cơ chế nào để các bạn thể hiện ý chí của các bạn cả. Nhưng Cardano đã xây ra bạn một cái cơ chế kiểu như thế này, là tất cả những cái thứ các bạn lo lắng ấy, dù bạn có nắm ít hay nhiều ADA, bạn đều có khả năng đưa cái đề xuất lên lên cái quản trị được cả. Và nếu cái hệ thống quản trị người ta thấy hợp lý, người ta sẽ bỏ phiếu cho các bạn, và nếu cái bỏ phiếu được thông qua thì những cái ý chí, những cái ý nguyện của các bạn ấy, những cái mong muốn của các bạn ấy, nó sẽ được phản ánh vào hệ thống. Nhưng nào thì đây là cái ship. Sau này các bạn hiểu được ý nghĩa của những chuyện này này thì các bạn sẽ hình dung được một cái hệ sinh thái nó sẽ phát triển rất lớn, các bạn sẽ hình dung một cái hệ sinh thái phát triển rất lớn. Tức là ở đó những cái con người mà tham gia hệ sinh thái nó không phải đơn giản chỉ thuần túy về mặt tài chính nữa, tức là nắm nắm cái token xong rồi nó lên giá thì bán kiểu như thế nữa, thì bắt đầu bạn tham gia đấy quá trình quản trị, những cái ý nguyện, những cái ý chí của các bạn ấy nó được đóng góp vào hệ thống, và hệ thống nó có một cái chỗ, nó có một cái cơ chế để lắng nghe được những ý kiến đấy, và chúng ta sẽ có rất nhiều khác biệt nó vứt vào cái chỗ đó, và nó sẽ hoàn thiện dần, nó cứ phản biện nhau, và những cái thứ tốt nó được tích lũy vào, và cái đấy nó phản ánh những cái ý nguyện thực của một cái hệ sinh thái nói chung, nó lên trên nó. Và đây là một cái cơ chế ship 1694, là một cơ chế. Các bạn nói là bọn em chỉ lo lắng đến lúc ADA 30 đô thôi, xong là không còn lo lắng gì nữa. Ok rồi, ok fine các bạn. Rất nhiều người chỉ lo đến lúc đó thôi các bạn, nhưng mà rồi 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 các bạn sẽ thấy có sẽ đến lúc mà khi khi mà nó giống như các bạn mua một miếng đất ấy. Các bạn sẽ mua một miếng đất và các bạn nuôi một cái ý nguyện là ở miếng đất này x năm bố mày bán, nhưng các bạn nhưng các bạn sẽ để ý là khi một miếng đất đấy của bạn nó ít được năm thì các bạn sẽ thấy cái khu xung quanh ấy, nó vui, nó nhộn nhịp, nó đầy đủ dịch vụ, còn các bạn
và lúc đấy có thể các bạn sẽ nghĩ khác. Đến thời điểm này các bạn có thể nghĩ 30 đô thôi, thế nhưng mà ví dụ nó không cần đến 30 đô, nó chỉ cần tăng đến 10 đô thôi, và ở trên đó ấy, nó có rất nhiều những lợi ích sinh ra thêm cho những ADA holder, thì đôi khi nó cũng chẳng có lý do gì phải bán nó đi cả. Bởi vì nói thật với các bạn như này, chúng ta mua một cái tài sản, chúng ta sở hữu một cái tài sản, làm sao cái khối tài sản ấy nó giúp được chúng ta này này, để chúng ta bình an các bạn, để chúng ta có thể trang trải được cuộc sống. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao phải bán nó đi các bạn, và chúng ta cũng suốt đời đi đi làm tài chính theo cách 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 này các bạn, là cứ cứ đi xây dựng lên một khối tài sản, đến lúc nó có khả năng sinh ra được dòng tiền để nó giúp được cho mình rồi, thì có thằng trả giá cao hơn chúng ta lại bán bố đi mất. Thì như các bạn rất phí các bạn, tôi nhìn thấy rất nhiều những người làm như thế, và tôi hỏi là tại sao các bạn phải bán nó đi, bởi vì là chúng ta sở hữu được một khối tài sản, nó sinh ra dòng tiền, và cái thứ nó đang nuôi sống chúng ta, cái đấy nó đang làm cho chúng ta tốt lên, làm cho bản thân chúng ta tốt lên, gia đình chúng ta tốt lên, thì tại sao chúng ta phải bán nó đi? Và nhiệm vụ chúng ta là phải tạo ra nhiều những tài sản kiểu như thế và giữ nó lại, và đến một lúc nào đó và bạn sẽ giải phóng mình. Thì đấy mới là cái cách làm tài chính các bạn, chứ còn chúng ta cứ làm ra cái gì khi bạn làm ra nó, bạn nó vừa mới chớm ra hoa ấy, thì thằng khác nó sẽ nhìn thấy là ra hoa rồi, sẽ ra quả rồi 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 rồi, thế là nó mua, thì bạn bán lúa non, thì cả cuộc đời bạn chỉ đóng vai trò là cái người đi tạo ra tài sản, sau đó bạn bán những cái tài sản mà có khả năng phục vụ con người cho những người khác thôi. Thì đây là một cái thứ mà mình muốn chia sẻ, nó vượt xa cái nội dung ngày hôm nay là ship 1694, là có những cái loại tài sản bạn hình thành cái tư duy trong đầu là cuộc đời này mình sẽ tạo ra những cái thứ tài sản mà đến cái đoạn mà nó phục vụ được cho mình thì bạn chỉ nhiệm vụ của bạn là phải giữ lấy nó. Không, thì đấy là cái tư duy. Và tương tự như thế, tôi không khẳng định với các bạn là ADA sẽ giúp bạn những cái chuyện như thế, nhưng nếu cái thứ mà các bạn đang 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 ngồi đây và chúng ta đang nói chuyện với nhau mà nó tạo ra được cái việc như thế, thì tại sao các bạn phải bán? Không, câu hỏi của mình là như thế. Thì hôm nay trên cộng đồng chúng ta cũng có những cái cuộc trao đổi cực kỳ khốc liệt liên quan đến chuyện là giá ADA nó không tăng các bạn, bởi vì là người ta đến đây người ta chỉ mua ADA đợi tăng giá xong bán nó té thế thôi, và tất nhiên người ta cũng sẽ nói là vị thế của ông ngon hơn vị thế của tôi này này, thế tại sao không làm để cho nó ngon như thế đi, bởi vì từ cái tư duy trong đầu của ông chỉ mua xong bán thế thôi, và các ông mua ADA từ năm 2018 mà đến giờ than lỗ thì tôi chịu, từ năm 2018 mà các bạn mua các bạn chỉ cần không cần làm gì giữ đến tận bây giờ thôi, vị thế nó đã ngon rồi bạn, thì căn bản các ông cứ nhảy ra nhảy vào đứng núi này trông núi lọ cho nó mới bị như thế các bạn. Cho nên các bạn tư duy mà đến nó lên bán rất là phí các bạn. Cả cuộc đời cứ làm ra tài sản xong bán, làm ra tài sản xong bán, và có những cái thằng thông minh nó ngồi ở bên trên các bạn, nó cứ nhìn thấy cây nở hoa bắt đầu nó mua, trồng mãi mới được cái cây 7 8 năm nó ra hoa tức là có quả, thì bọn nó chỉ việc đi mua lại những cái thế thôi các bạn, và cả cuộc đời chúng ta chỉ đi trồng cây sẽ rất là khổ, đừng làm như thế. Thì tôi cũng làm tài chính hai mấy năm rồi các bạn, không phải một cái cơ hội nào cũng cũng ngon lành như cơ hội này. Để tôi nhắc lại cho các bạn rằng là các bạn rất khó đi tìm được cái loại tài sản nào trên cuộc đời ấy mà bạn nắm giữ nó xong nó lại sinh ra được lợi nhuận. Các bạn bạn cứ nghĩ mà xem, ví dụ bạn mua một cái nhà, bạn muốn nó sinh sinh ra dòng tiền thì bạn phải cho thuê, tức là bạn phải thả nó ra, đúng không? Thì bạn mới cho thuê, không có chuyện mà bạn bạn vừa dùng căn nhà đấy xong bạn bắt được hưởng lợi ích thuê, đúng không các bạn? Nhưng mà ví dụ bạn có một khối tài sản giống như là ADA chẳng hạn, các bạn vẫn nắm giữ nó trong tài sản mà thấy quái nào nó vẫn sinh lời, ngay cả gửi tiết kiệm các bạn phải móc tiền ở túi ra đưa cho ngân hàng thì bạn mới mới được sinh ra lời. Nhưng mà có bao giờ có một loại tài sản mà bạn nắm tiền ở nhà bạn cất trong trong vali mà nó cứ sinh ra tiền cho bạn không? Thì đấy là cái thứ mà các bạn phải nghĩ. Thì có những cái thứ mà mình đã đi tìm từ lâu rồi tự nhiên nó đến, và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ sẽ phải hiểu thấu đáo về nó để xem là những cái thứ mà chúng ta kỳ vọng nó có đúng không. Phải thực sự tỉnh táo. Còn tất nhiên các bạn mà đứng ở ngoài bờ rào các bạn sẽ rất lo lắng, và các bạn sẽ thoát nó rất sớm. Bạn không hiểu về nó mà bạn sẽ coi nó giống như là Luna, bạn sẽ coi nó giống như là FTX. Nếu không hiểu về nó các bạn sẽ không tận dụng những cái cơ hội kiểu như này. Nhưng nếu chúng ta hiểu về nó, thì nó còn làm, nó còn tốt. Bây giờ nó đang nghĩ thế, quản trị thế này, như vậy là nó đang làm, và những cái thứ mà nó đang ấy này nó sẽ đóng góp cho cái khối tài sản của mình, nó sẽ vững, và sau này cái hệ sinh thái này nó phát triển thì nó đã có một cái cơ chế token economic rất chuẩn như thế rồi, và mình chỉ đợi nó đi vào ổn định thôi. Nó mà leo được lên đến 30 đô la các bạn thì cái hệ sinh thái nó phải xuất sắc lắm, và lên đến 30 đô la rồi mình khuyên các bạn tại sao phải bán nó cứ ngồi thế thôi. Các bạn bây giờ nó lên 30 đô la rồi, và cái số tiền tôi tin là bạn chỉ cần giữ cái số y như hiện nay các bạn đang giữ thôi, thì riêng cái phần staking nó đã đủ nuôi sống gia đình các bạn rồi, và các bạn chuyển trạng thái thì các bạn tại sao các bạn phải đi làm nữa cho nó vất vả, các bạn chuyển vị thế lên lên đi chạy bộ đi, các bạn đi bắt đầu tập thể thân xác đi,
làm thế nào cho tư tưởng cho ta thoải mái đi, gia đình mình hạnh phúc lên đi, thì lúc ấy bạn được quyền chuyển như thế thôi. Thì đừng nghĩ đơn giản 30 đô là bán, bởi vì bạn bán đi xong làm gì, xong rồi lại mua được cái loại tài sản nó lại lên lên xuống xuống, bạn bán cái này đi xong bạn đi mua chứng khoán nữa đúng không, thì cuối cùng mình lại chuyển đổi sang những cái thứ mà bồng bềnh thôi. Xin lỗi các bạn tôi lại mở rộng cái vấn đề hơi quá, nhưng cái ship 1694 mà các bạn là hiểu thấu đáo được nó, để thêm một cái mảnh ghép vào để các bạn thấy rằng là không, bây giờ là cái chỗ các bạn có thể hình dung được. Có bạn nói là nỗi khổ ADA bọn em stake ra nhưng chưa tính nó là lúa non nên là holder mấy năm rồi, thầy nói hấp dẫn quá nhưng 10 đô anh em nhớ bán. Ok, và mỗi người một vị thế. Thì tôi cũng chia sẻ những gì mà mình nghĩ thôi. 10 đô tôi cũng bán nhưng mà tôi không bao giờ bán hết, tôi sẽ có những cái thứ và mình giữ lại đến mức bao nhiêu mình cũng không bán. Thì các bạn chỉ cần đổi tư duy một chút thôi, thì tôi không tin là đến 10 đô các bạn bán sạch hết ra thì cũng lãng phí, các bạn sẽ có những cái khoản nào đó các bạn cấu trúc lại nhé. Thôi rồi, quay lại cái này, chúng ta nói với nhau ADA holder xong rồi, chúng ta nói với nhau để rep xong rồi, cố gắng hiểu nó để định hình lại cái vị thế lớn đấy các bạn nhé. Nào bây giờ nói đến Ủy ban Hiến pháp. Thế giờ Ủy ban Hiến pháp thì như thế nào? Thì Ủy ban Hiến pháp viết tắt của chữ là Constitution Community, hay viết tắt là chữ CC. Thì như tôi nói ra cái phần trước ấy, thì Ủy ban Hiến pháp ấy, nó đã được bầu thông qua hệ thống đề xuất, tức là bây giờ phải để ADA holder này nộp một cái đề xuất, sau đó hai ông này này vote, và khi vote xong rồi ấy, thì nó mới hình thành ra cái Ủy ban Hiến pháp. Hình như không nào? Như vậy là khác với SPO và DREP thì Ủy ban Hiến pháp lại được bầu qua qua cái đề xuất quản trị. Và cái Ủy ban Hiến pháp ấy, nhiệm vụ lớn nhất của họ ấy, là đảm bảo rằng hiến pháp sẽ được tuân thủ. Như vậy là Ủy ban Hiến pháp họ họ sẽ không hành động quá nhiều, họ họ sẽ không 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 đi sâu quá vào chi tiết, mà nhiệm vụ của họ là phải đánh giá xem là những cái đề xuất mà ông đưa ra này này nó có vi phạm hiến pháp không, và nếu mà nguyên tắc ấy bị vi phạm thì họ sẽ dùng quyền phủ quyết của mình để phủ quyết tất cả những cái đề xuất mà có thể gây tác động đến hệ thống. Và hiến pháp là cái thứ cao nhất, và chúng ta đã nói đến cái hiến pháp tối thiểu rồi đúng không nào, nhưng mà nó không nằm trong nội dung của cái ship 1694 này, nó sẽ nằm ở một cái khía cạnh khác. Và họ chỉ bỏ suất về họ chỉ bỏ phiếu về cái tính hợp lệ của hợp hiến của cái đề xuất này nha các bạn. Và khác với SPO và DREP thì Ủy ban Hiến pháp ấy sẽ được chọn ra bằng cách là một thành viên một phiếu bầu. Tức là SPO và DREP ấy, thì nó phụ thuộc vào cái tỷ lệ cái phụ thuộc vào cái số lượng ADA mà chúng ta ủy quyền cho họ. Nhưng mà Ủy ban Hiến pháp sẽ được thành lập ra và sẽ có các thành viên ở trên trong trong đó, có thể 3, 5, 7, và một thành viên là một phiếu bầu, và thậm chí là có thể là không nhé các bạn nhé, tức là chỉ là một số không âm thôi. Ủy ban Hiến pháp, số lượng thành viên Ủy ban Hiến pháp là một số không âm. Rồi bạn có thể là một thành viên của Ủy ban Hiến pháp ngay cả khi bạn không sở hữu một đồng ADA nào cả, đúng không các bạn? Thì đây là một điều tuyệt vời nữa. Thì nó giống như là các công ty ấy, chúng ta có thành viên hội đồng quản trị mà lại không phải là cổ đông kiểu như thế, tức là thành viên hội đồng quản trị độc lập ở phía bên ngoài vào ấy, để giúp cho cái quá trình quản trị nó khách quan, nó tránh có chuyện mâu thuẫn lợi ích. Nó thêm vào thì Ủy ban Hiến pháp ấy, thì tất nhiên bạn có thể sở hữu ADA cũng được, nhưng mà bạn không cần sở hữu ADA bạn cũng có thể đứng tên vào đây được. Vấn đề là bạn phải xây dựng được niềm tin, bạn phải xây dựng được danh tính của mình để làm sao cộng đồng họ đưa bạn vào cái danh sách cái Ủy ban Hiến pháp đấy và họ vote cho bạn như nào. Và các cái tham số liên quan Ủy ban Hiến pháp ấy đều đều có khả năng thay đổi được thông qua đề xuất, ví dụ như là quy mô tối đa của Ủy ban Hiến pháp là bao nhiêu, rồi có thể trong cái Ủy ban Hiến pháp ấy người ta quy định số số tối đa, số tối thiểu. Ví dụ như là chúng ta quy định là Ủy ban Hiến pháp là phải có tối đa là 15 người, tối thiểu là 5 người. Thì như vậy là trong quá trình chúng ta bầu nó có thể nằm xông xê dịch trong cái số đó ấy, thì cái Ủy ban Hiến pháp họ sẽ vẫn có họ họ sẽ vẫn có còn 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 hợp pháp. Nhưng nếu bây giờ nó tụt xuống 4 thì là cái Ủy ban Hiến pháp nó sẽ không còn nữa, ví dụ như thế. Rồi Ủy ban Hiến pháp ấy họ cũng sẽ có nhiệm kỳ, bởi vì là mỗi một Ủy ban Hiến pháp họ sẽ tồn tại được ví dụ trong vòng 3 năm, một năm thì mỗi năm thì thay đổi 1/3 số lượng chẳng hạn, như thế chẳng hạn như thế. Thì cái số mà năm bao nhiêu này, một một năm thì thay đổi bao nhiêu phần trăm này, thì nó đều là những tham số mà nó sẽ nằm trong đề xuất hết, và những đề xuất thì hoàn toàn có khả năng thay đổi được theo từng epoch một, đúng không ạ? Rồi cái ngưỡng vote của cái Ủy ban Hiến pháp là bao nhiêu, ví dụ như là chúng ta có thể quy định là Ủy ban Hiến pháp ấy là muốn phủ định bất kỳ một cái đề xuất nào thì tối thiểu phải có 61% trở lên.
Và có cái con số 61 đấy, chúng ta có thể điều chỉnh nó thành 50, chúng ta có thể nâng lên thành 75, đúng không? Tùy tùy theo cái những cái mà đề xuất thì chúng ta sẽ có những cái quyết định khác nhau. Ủy ban hiến pháp ấy có một cái vị thế rất là đặc biệt, tức là trong điều kiện bình thường thì họ ở trạng thái gọi là được tín nhiệm, tức là sau khi ông được bầu ra thì ông được tín nhiệm. Nhưng mà tuy nhiên ấy, nó ông không phải là toàn quyền, ông không có nghĩa là tồn tại theo kiểu là vĩnh viễn, mà nó có một cái trạng thái gọi là bất tín nhiệm cũng thông qua cái chuyện đề xuất. Tức là trong quá trình ông hoạt động ấy, mà tôi thấy là cái ủy ban hiến pháp này hình như chúng nó thông đồng với nhau, hoặc hình như là hoạt động không hiệu quả, hoặc hình như là có một vài lần ông ra những quyết định rất là phi lý, thì hoàn toàn ở vị thế ADA holder ấy, bạn có quyền nộp một cái đề xuất là bất tín nhiệm đối với ủy ban hiến pháp này. Và khi cái đề xuất bất tín nhiệm được đưa qua ấy, thì SPO và DREP sẽ là những người mà tham gia vào quá trình. Và khi mà họ ở trạng thái gọi là no confidence ấy, họ 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 bị họ họ bị sa thải ấy, thì họ sẽ không được vote nữa, tức là họ họ sẽ mất toàn bộ quyền, và khi đó chúng ta sẽ phải bầu ra một cái ủy ban khác. Và khi ở trạng thái mà không có ủy ban hiến pháp ấy, thì có một số hành động sẽ không được thông qua, và như vậy là phải đợi cho đến khi nào có một ủy ban hiến pháp mới như nào. Thì đấy là cái cơ chế mà vận hành hình thành cái ủy ban hiến pháp ấy nhá. Và những cái người mà ở ủy ban hiến pháp ấy, ví dụ như là những cái người có năng lực về mặt chuyên môn sâu ấy, các bạn hoàn toàn có khả năng tham gia vào cái ủy ban hiến pháp này. Ví dụ như là bạn có năng lực về mặt pháp lý, bạn có hiểu biết về 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 tổ chức mã nguồn mở không, thì khi mà có những cái đề xuất liên quan đến mã nguồn mở ấy, thì những người mà có năng lực về 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 mã nguồn mở ở trong cái ủy ban hiến pháp, họ sẽ phải trình bày với tất cả những thành viên khác, sau đó họ sẽ đưa ra quyết định. Nhưng mà vì vậy là bạn có những cái kỹ năng chuyên môn nhất định nào đó ấy, và không cần sở hữu ADA, bạn hoàn toàn có khả năng đứng vào ủy ban hiến pháp này. Và ở trong cái đề xuất thì tôi không thấy ghi rõ cái chuyện là được hưởng lợi ích từ từ những cái chuyện tham gia ủy ban hiến pháp này, nhưng mà tôi tin là sẽ có những cái lợi ích mà nằm ngoài cái vấn đề về mặt kinh tế đó các bạn, có thể lợi ích về mặt tinh thần, có thể lợi ích về mặt danh tiếng các bạn. Nếu mà bạn đứng vào ủy ban hiến pháp của hệ sinh thái Cardano này cũng không phải là việc chuyện đùa đâu, thì chúng ta có thể có những cái lợi ích bên cạnh đó song song với vấn đề về mặt kinh tế nữa. Nào, như vậy là chúng ta đang nghiên cứu ADA holder xong rồi nhá, chúng ta đang nghiên cứu DREP xong rồi nhá, chúng ta đang nghiên cứu ủy ban hiến pháp xong rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu những cái đề xuất, tức là đề xuất quản trị thì nó có những vấn đề gì. Thì ở trong cái SHIP 1694 ấy, người ta đưa ra bảy loại đề xuất quản trị. Thì cái đề xuất đầu tiên tức là kiến nghị bất tín nhiệm, cái này người ta sắp xếp cái độ ưu tiên từ trên xuống dưới nhé. Tức là trong trường hợp mà có hai đề xuất nộp cùng một lúc và đều được thông qua, thì cái đề xuất nào mà đứng ở vị thế cao hơn ấy, thì sẽ phủ định cái đề xuất ở phía bên dưới. Ví dụ nhé, bây giờ các bạn vừa nộp một cái đề xuất là cập nhật hiến pháp, sau đó thì có một cái đề xuất gọi là kiến nghị bất tín nhiệm được ra, được cũng được đưa lên, và khi hai cái này cùng một lúc được phê duyệt, thì hiển nhiên cái kiến nghị mà bất tín nhiệm ấy, nó sẽ phủ định lại cái quyết định về cập nhật hiến pháp, tức là cái quyết định về cập nhật hiến pháp nó sẽ bị tạm dừng, và cái kiến nghị về bất tín nhiệm nó sẽ được thực thi. Thì đó các bạn, thì bảy cái đấy là như thế này. Đầu tiên là cái kiến nghị về bất tín nhiệm, tức là sa thải cái ủy ban hiến pháp ấy, còn là chúng tôi không 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 đồng ý nữa. Ủy ban hiến pháp ấy thì có trong điều kiện là có thể thay đổi những cái tham số của ủy ban đấy, thì trong điều kiện bình thường và trong trạng thái bất tín nhiệm thì người ta chia ra làm hai. Rồi có một cái hành động gọi là hành động cập nhật hiến pháp, có một hành động gọi là fork. Trước đây hard fork ấy đều do IOG rồi Emogo rồi Cardano Foundation họ tự quyết hết. Thế nhưng mà bây giờ mà muốn hard fork ấy là phải vote, đúng không? Rồi thay đổi giao thức, rồi rút tiền từ quỹ ra, đúng không? Ví dụ như sau này chúng ta mà làm catalyst ấy, mà muốn lấy tiền ra thì đều phải đi qua một cái giao thức này hết. Hiện nay cái tiền từ quỹ ra cũng là do IOG, Emugo và Cardano Foundation, họ họ có 7 cái key và 5 key ký là số tiền được thông qua. Thế nào, thì hiện tại họ đang quản trị theo cái cách đấy. Thì tất nhiên đấy không phải là cái cách hay nhất. Nào, ở trên bảng các bạn nhìn thấy là một cái danh sách của những ai được quyền phê duyệt cái gì. Cứ có cái dấu tích ấy, là người đấy được quyền nhé các bạn nhé. Và ở đây ấy, cái cách phân bổ quyền này thì nó đảm bảo nguyên tắc là tối thiểu phải có hai chủ thể tham gia vào bất kỳ một cái đề xuất quản trị nào. Và ở ở trong đó nó có một nguyên tắc nữa là không ai được quyền tham gia bỏ phiếu đối với những cái đề xuất mà tác động đến đến cái lợi ích vị thế của chính mình. Ví dụ ở đây nhá,
Thì cái đề xuất thứ nhất là đề xuất là kiến nghị bất tín nhiệm, tức là kiến nghị bất tín nhiệm với chính cái ủy ban hiến pháp này này. Thế cho nên là ông ủy ban hiến pháp là ông không được tham gia vào quá trình này, và lúc đấy chỉ có DREP và SPO là người quyết định tham gia cái việc này thôi. Và trong điều kiện mà điều chỉnh các cái tham số của ủy ban ấy mà ủy ban hiến pháp vẫn còn tác dụng ấy, thì sẽ hai ông này ra quyết định, tức là sẽ lúc đấy là ủy ban hiến pháp và DREP sẽ ra quyết định. Thế nhưng mà nếu trong trường hợp mà ông ủy ban hiến pháp mà lại bị bất tín nhiệm rồi, mà bây giờ chúng ta cần phải thay đổi một số các tham số của hệ thống liên quan đến ủy ban hiến pháp ấy, thì lúc đấy SPO sẽ có tác dụng, thì như không ạ? Cứ như thế, cập nhật hiến pháp thì là do DREP với lại ông ủy ban hiến pháp quyết định, riêng hành động hard fork làm hành động mà cần cả ba người duyệt, thì đấy là hành động nhiều nhất. Thì chi tiết thì các bạn có thể nhìn thấy trên bảng rồi, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy tổng quan nhé. Các bạn nhìn thấy này, ông DREP này, ông DREP là bất cứ một hành động quản trị nào là cũng ông cũng đều can thiệp đâu, ông đều 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 có nghĩa vụ phải làm hết, bởi vì cái việc này là việc chính của ông. Cái việc DREP là tham gia vào đây thì tham gia cái đề xuất quản trị. Tất nhiên ủy ban hiến pháp cũng là cái việc chính của ông tham gia việc này, nhưng ông có những cái vị thế mà ông sẽ bị ông sẽ bị truất quyền. Thì DREP nó giống như hội đồng nhân dân ấy, cho nên là cái quyền của nó rất lớn. Và bạn nhìn thấy ông SPO ấy, là vừa nãy có bạn hỏi là tại sao ông SPO làm ấy lại không được lương ấy, thì các bạn nhìn này, cái hành động của ông không làm nhiều lắm đâu, tức là khi nào mà ông kia bị bất tín nhiệm ấy thì ít nhất là có hai hành động ông được tham gia, còn khi mà ông ấy vẫn còn đương nhiệm ấy thì bạn SPO chỉ tham gia một cái hành động duy nhất khi nào hard fork thì mới được vote, thế thôi. Còn SPO gần như không tham gia vào nhiều vào hoạt động quản trị trong điều kiện bình thường, hình cho các bạn. Cho nên là SPO chỉ thể hiện vai trò của mình khi mà cái ủy ban hiến pháp nó không hình thành thôi. Cho nên ấy, cái SPO đóng vai trò rất quan trọng ngay ở giai đoạn đầu. Tại giai đoạn đầu chúng ta chưa có ủy ban hiến pháp, cho nên là chúng ta cần vai trò của SPO. Nó chưa có hiến pháp, à nó chưa có ủy ban hiến pháp, mà nó tương đương với chuyện là ủy ban hiến pháp nó bị bất tín nhiệm, đúng không? Cho nên là cái giai đoạn đầu chúng ta sẽ cần DREP và SPO, là hai ông này sẽ là cái ông gọi là giống như là bootstrap ấy, là khởi động lên cái hệ thống này. Thì SPO sẽ rất quan trọng ngay đầu, và cái quan trọng là SPO hiện nay chúng ta đã có sẵn rồi 3.000 cái pool đấy rồi, có thể tham gia quá trình quản trị được luôn. DREP thì chưa biết được nha, DREP mà cái lương quá thấp có thể rất ít ông tham gia chẳng hạn như vậy. Thế cho nên là có thể chưa chắc chắn lắm chúng ta sẽ có số lượng DREP đông, cho nên là cái giai đoạn đầu cũng SPO đóng rất quan trọng. Nhưng khi một khi hệ thống đã chạy rồi thì DREP, cái vai trò của DREP thì lại lại giảm đi theo thời gian, bởi vì lúc đó ủy ban hiến pháp ra rồi và DREP bắt đầu cũng đông lên rồi, nó hoạt động nhiều hơn. Và hai cái hành động phía trên ấy, thì nói chung là SPO rất rất ít khi làm, chỉ khi ủy ban hiến pháp bị bất tín nhiệm thôi, còn lại đa số SPO chỉ làm có đúng một việc thôi, đúng không các bạn? Đấy là hard fork, và đấy là lý do để giải thích cho các bạn là tại sao mà SPO lại không được lương ấy. Thì thỉnh thoảng ông mới làm tí thôi. Cái hiệu 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 lực ấy các bạn, hiệu lực ấy thì về liệu hiệu lực thực thi thì tất cả những cái từ số 1 đến số 3 thì nó sẽ cập nhật ngay ngay, tức là ngay khi mà cái đề xuất được thông qua thì nó có hiệu lực luôn. Nhưng mà chỉ có hai tham số ấy, là hard fork và thay đổi tham số của giao thức, thì sau khi được phê duyệt thì phải đợi thêm một epoch, tức là phải phải hết epoch này sang epoch sau thì cái tham số ấy mới có hiệu lực, còn lại tất cả những tham số khác sẽ có ngay và luôn. Ví dụ là Catalyst muốn đề xuất rút tiền mà trên trên cái on-chain mà duyệt thông qua phát là cái đấy nó thực thi được luôn các bạn. Bạn Tuệ Minh có hỏi là ship 1694 đã xem xét vấn đề của việc sử dụng số lượng lớn ADA để chiếm quyền quản trị. Họ đã cân nhắc các biện pháp phòng ngừa để chặn việc này xảy ra, như việc giới thiệu quyền biểu quyết tỷ lệ ADA đã được sử dụng trong hệ thống. Tôi không hiểu đấy là câu hỏi của bạn hay là một lời diễn giải. Bạn bạn có thể đặt rõ lại cho tôi xem là cái đấy là câu hỏi của bạn hay là lời diễn giải nhé, vì tôi không thấy bạn hỏi. Rồi. Nào, bây giờ với đề xuất ấy, các bạn có một số nguyên tắc này nhé. Tất cả mọi đề xuất quản trị đều phải thực hiện on-chain hết, và nó đều có thời hạn hết. Không bao giờ có một cái đề xuất quản trị nào có thể kéo dài mãi mãi được cả. Và đến cái thời hạn đấy thì nếu nó không được thông qua, nếu nó không bị phủ định, cứ hết thời hạn mà nó không đạt mục tiêu thì nó sẽ bị hủy. Các cái đề xuất giống như tôi giải thích rồi, nó có thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới, từ 1 xuống 7. Trong trường hợp mà có những đề xuất quản trị nó chồng lấn lên nhau, mà nó phủ định lẫn nhau, thì nó sẽ theo thứ tự ưu tiên như thế. Và ngoài ra thì trong một airport có thể có nhiều đề xuất giống nhau cùng có thể thực thi. Ví dụ nhá, là khi cái chuyện mà thay đổi giao thức chẳng hạn,
Không, thì có thể một cái thay đổi giao thức A, một cái thay đổi giao thức B, thì có hai đề xuất có thể được cùng 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 triển khai trong một cái hệ thống. Rồi, đối với một đề xuất ấy, thì nó có bốn trạng thái tất cả. Trạng thái đầu tiên ấy là trạng thái phê chuẩn, tức là được thông qua này, cái này được được phê chuẩn này. Cái thứ hai là bị hủy bỏ này. Cái thứ ba là bị hết hạn tức là đợi đợi đến 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 cái thời kỳ mà không ai bỏ phiếu cả, đúng không các bạn? Và ngay cả hành động phê chuẩn nhé các bạn nhé, ngay cả hành động phê chuẩn ấy thì nó cũng có hai trạng thái. Một là sẽ được ban hành, đúng không? Ban hành tức là được thực thi ấy. Hai là có thể bị bãi bỏ. Lý do là nếu cái đề xuất của ông được phê chuẩn rồi, nhưng nếu có một cái phê chuẩn mà ở cấp cao hơn nó lại phủ định lại ông, thì cái của ông được phê chuẩn rồi thì vẫn vậy, có thể bị bãi bỏ. Thì như con nào, cho nên cái trường hợp duy nhất mà nó có thể thực thi chính là được phê chuẩn và được ban hành, rồi thì khi đấy nó mới được thực thi. Còn có thể được phê chuẩn rồi mà có thể vẫn có thể bị bãi bỏ được, như các bạn. Và có một cái điều hết sức đặc biệt đấy các bạn, khi mà một đề xuất mà được ban hành nhé, được phê chuẩn nhé, nhưng mà chưa được ban hành, tức là nó mới chỉ dừng ở đây thôi. Nhưng mà nếu nếu mà cái đề xuất thứ nhất ấy, cái kiến nghị thứ nhất ấy, tức là cái kiến nghị mà gọi là bất tín nhiệm ủy ban hiến pháp mà được đưa ra ấy, thì tất cả những đề xuất đang chờ được 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 ban hành, cũng như là đã được phê chuẩn nhưng chưa được ban hành ấy, thì sẽ bị hủy bỏ toàn bộ. Thì đây là một cái phủ quyết rất nặng luôn. Tức là khi mà cộng đồng thể hiện một ý chí là bất tín nhiệm với ủy ban hiến pháp, thì tất cả những cái gì đã được phê chuẩn nhưng chưa được ban hành, những cái gì mà đang chờ được phê chuẩn, đúng không, thì sẽ bị bãi bỏ toàn bộ và tất cả mọi thứ reset lại từ đầu. Và khi nào mà chúng ta có một cái đề xuất kiến nghị bất tín nhiệm mà cái điều đấy xảy ra được là một cái điều hết sức ghê gớm với các bạn nhé. Và cho nên là chúng ta sau này làm ấy, thì không phải lúc nào chúng ta có thể đưa ra cái đề xuất bất tín nhiệm một cách thoải mái được đâu, nó phải có những cái lý do của nó nhé. Nào, đến cái phần cuối cùng rồi các bạn, đến phần nguyên tắc phiếu bầu. Đây nhá, chúng ta đã nói phần ADA holder này, chúng ta nói DRF này, chúng ta nói về ủy ban hiến pháp rồi này, chúng ta nói về quản trị rồi này, bây giờ chúng ta nói đến cái vote này, chúng ta nói cái khoản vote này này. Thì có một số cái liên quan đến phần vote. Vote thì có ba loại, tức là các bạn có thể vote yes, vote no, hoặc là vote gọi là bỏ phiếu trắng. Thì có thể trong một số trường hợp ấy là bỏ phiếu trắng nó sẽ không tính vào những cái cổ phiếu kiểu gọi là đang active. Ví dụ nhé, tôi muốn tính xem là tỷ lệ phiếu đồng ý phải là 50%, đúng không các bạn? Thì công thức nó sẽ là cổ phiếu đồng ý, cái cổ phần đồng ý, đúng không? Chia cho cái cổ phần đồng ý, tức là yes, cộng với no, đúng không? Thì nó sẽ tính ra cái tỷ lệ phần trăm của cái cổ phiếu của cổ phần được được bỏ phiếu. Như vậy điều ấy có nghĩa là nếu bạn bỏ một cái phiếu trắng thì cái phiếu trắng nó sẽ không được tính, nó sẽ không cộng vào cái mẫu này, nó sẽ không cộng vào cái phần mẫu này để tính cho cái tỷ lệ phần trăm đấy. Nên là hết sức lưu ý chỗ này, bỏ phiếu trắng tức là ta không quan tâm. Thì đấy là một thứ được bạn để ý nhé. Phiếu bầu thì giống như tôi nói phía trước rồi, là cái ủy ban hiến pháp là một thành viên một phiếu bầu, đối với DRF thì tính theo tỷ trọng, đúng không các bạn? Và hiện nay ý, cái phần chia trong phần tổng số cổ phần này này, người ta cũng để ngỏ, người ta chưa biết con số cuối cùng. Tức là mỗi một cái ủy ban hiến pháp, DRF hay là FPO, thì họ đều có một cái ngưỡng nhất định hết, đúng không? Ví dụ có một số những cái đề xuất ấy, thì yêu cầu FPO ví dụ phải đạt, chỉ cần đạt trên 50% thôi là được chẳng hạn. Thế thế nhưng sẽ có một số đề xuất yêu cầu phải 65% chẳng hạn, như thế. Đây gọi là các cái ngưỡng, đúng không? Ủy ban hiến pháp cũng thế, đúng không? Chúng ta quy định có thể là ví dụ như là bình thường là ví dụ 60%, thế nhưng mà sẽ có những thứ chúng ta đòi 75%, đúng không? Các ông mới được quyền quyết định. Thì muốn tính được cái số 60 70 ấy, thì giống như công thức ở phía trên ấy, tôi viết ra là yes trừ đi no chia cho cái tổng số cổ phần mà gọi là tính là active ấy, đúng không? Tổng số. Thì bây giờ cái chữ tổng số này này thì là bao nhiêu, nó sẽ dựa trên cái gì? Ví dụ như là có thể dựa trên tổng số các cái cổ phần đang staking chẳng hạn như thế, hoặc là tính trên tổng số cung, hoặc là tính trên tổng số những cổ phiếu mà không bao gồm cái phiếu trắng chẳng hạn. Như vậy thì cái công thức mà tính đến đấy thì bây giờ nó cũng chưa quyết định, thì nó đang để ngỏ những chuyện này ra nhé các bạn. Và nhớ là chúng ta có thể bỏ phiếu nhiều lần và chỉ có phiếu cuối cùng mới có hiệu lực thôi.
Và ở đây nữa thì những cái phiếu mà tại thời điểm mà cái đề xuất gọi là được 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 phê duyệt ấy, được 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 gọi là bắt đầu được 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 vote ấy, thì bắt đầu người ta mới kiểm đếm cái số phiếu đấy, bởi vì là một số những cái đề xuất nó sẽ kéo dài qua nhiều epoch, ví dụ là từ đầu tháng đến tận cuối tháng, thì khi mà bắt đầu cái đề xuất thì họ quyết định sẽ là chuẩn bị bỏ phiếu, thì tại cái epoch cuối cùng mà snapshot ấy sẽ mới tính. Cho nên nếu các bạn bỏ phiếu trước đó thì đôi khi cái bỏ phiếu của bạn bạn bỏ xong là bạn tiêu tiền mất đi rồi ấy, thì mà tiêu trước cái thời điểm mà nó snapshot để bỏ phất bỏ để bỏ phiếu ấy, thì có thể cái chuyện bỏ phiếu của bạn nó lại không có nghĩa lý gì cả nữa. Nhìn cho các bạn rồi thế nào, bây giờ nhìn tổng quan nhé, cái slide cuối cùng để chúng ta nhìn tổng quan xem nào. Tổng quan cái ship 1694 thì tôi đã nói các bạn là ở trên màn hình rồi, có ADA Holder, có SPO, có DRF, có Ủy ban Hiến pháp, có đề xuất. Và các bạn hình dung rồi, SPO và DRF thì do ADA Holder tạo ra họ. Và đề xuất quản trị thì do SPO à, do ADA Holder là tạo ra đề xuất lên. Và tất cả đề xuất quản trị thì do SPO, DRF và Ủy ban Hiến pháp. Và tùy theo loại đề xuất thì từng cái vị thế này tham gia với khác nhau. DREP là cái tổ chức sẽ đóng vai trò quan trọng nhất về sau này. Nhưng tại thời điểm khởi điểm ấy, thì SPO sẽ là cái đóng vai trò quan trọng. Nào, câu hỏi đặt ra là nếu thế thì IOG ở đâu? Emogo ở đâu? Cardano Foundation ở đâu? Rồi chúng ta cũng nghe thấy là Intersect sẽ ở đâu? Catalyst sẽ ở đâu? Đúng không ạ? Thì các bạn sẽ nhìn thấy thế này, tức là những cái gì chúng ta trao đổi hôm nay ấy, nó chính là cái đề xuất 1694, là họ chỉ bao hàm một cái phạm vi để nói về một cái nội dung gọi là để ra quyết định quản trị thôi. Còn tất cả những cái tổ chức khác nó sẽ nằm bên ngoài cái đề xuất của SIP 1694. Nhưng họ vẫn tham gia với quá trình quản trị thông qua những cái đầu mối, và đặc biệt ấy là thông qua cái đầu mối là ADA Holder. Như vậy là họ sẽ tham gia với quá trình ra quyết định của cái đề xuất quản trị này với vị thế là ADA holder, chứ không phải là người design quyết định như bây giờ nữa. Tôi lấy ví dụ như là hiện tại này, IOG, Cardano Foundation và Emugo, họ sẽ là người mà tham gia thẳng vào cái đề xuất quản trị này, tức là họ là người đề xuất. Đồng thời ấy, họ là đóng vai trò như là DREF, SPO, họ cũng tham gia vào đây, họ phê duyệt luôn. Tức là hiện nay là ba cái tổ chức IOG, Cardano Foundation, Emogo, họ họ nối cái cánh tay dài ra, họ tham gia vào đó. Tất nhiên SPO cũng là cái người mà tham gia vào cái người thực thi cái đề xuất quản trị này. Ví dụ như là IOG họ đề xuất là hard fork, và tôi thể hiện cái ý chí là tôi đồng ý với cái nội dung của họ bằng cách là tôi nâng cấp phần mềm lên. Thì khi tôi nâng cấp phần mềm lên là tôi đã thể hiện cái sự đồng tình với họ rồi. Thế nhưng mà nói chung là ở trạng thái là bị động và mình không không có quyền quyết định cái gì cả. Thì hiện nay ấy, IOG Mogo họ sẽ không còn cái vai trò đấy nữa, họ sẽ phải lùi lại, đúng không? Và họ họ tham gia vào quá trình quản trị với vai trò là một ADA holder. Hình như các bạn, như vậy là họ muốn cái điều gì xảy ra trên hệ thống thì họ sẽ đóng vai trò là tôi là một ADA holder, và họ phải đi vòng cái quy trình là từ ADA holder họ nộp đề xuất lên đây, họ đi theo cái đường này, chứ họ không thể vươn cánh tay mà họ họ là người mà nộp thẳng cái đề xuất quản trị vào hệ thống nữa. Họ sẽ phải tuân theo cái luật chơi mới, họ họ cũng phải dùng tiền đặt cọc của họ lên cái hệ thống đối với những cái quyết định của họ, đúng không? Và khi đó họ tham gia hệ thống với vai trò là ADA holder chứ không phải là founder nữa, nhìn các bạn. Tất nhiên ADA holder cũng không phải đủ, không phải là những cái người mà có kinh nghiệm, có chuyên môn sâu, cho nên là họ cần những cái vấn đề sâu hơn về mặt chuyên môn. Ví dụ bây giờ làm sao tôi biết được là hệ thống này cần nâng cấp cái gì, hệ thống Cardano cần nâng cấp cái gì? Cho nên nó có một tổ chức gọi là tổ chức Intersect, được được xây dựng lên bởi rất nhiều các thành viên. Tất cả các bạn đều có thể tham gia cái tổ chức Intersect này. Thậm chí bạn cũng không cần ADA, bạn có thể tham gia Intersect, miễn là bạn có một cái vai trò đóng góp. Ví dụ bạn có thể là một luật sư, bạn có thể là một giáo viên, bạn có thể là một lập trình viên, bạn không có ADA nào cả. Thế nhưng bạn có kinh nghiệm rất tốt ở trong cái lĩnh vực phần mềm mã nguồn mở, bạn đã từng thành công ở một cái blockchain nào đấy, bạn có thể nộp đơn vào cái Intersect, nói là tôi muốn là một thành viên của cái tổ chức Intersect này. Tất nhiên khi tham gia vào tổ chức Intersect nó sẽ theo cái luật chơi khác, nó không phải luật chơi trong cái ship này, ở đó bạn cũng có lương, bạn cũng có thu nhập, bạn cũng có danh tiếng, không thì cái việc nó nằm ngoài. Và cái tổ chức Intersect ấy, họ sẽ là những người mà đề xuất lên xem là Cardano này có những công việc ưu tiên là cần làm, có những việc này cần làm, và trong những việc cần làm thì đây là những việc ưu tiên, không thì Intersect họ sẽ đóng vai trò đấy, như vậy đấy, họ sẽ là họ giống như là ban ban tư vấn về mặt chuyên môn ấy,
Và khi đó họ sẽ đề xuất cái đó lên lên cái lên cái gọi là lên một cái trang web, một cái website, một cái nội dung và nói là này các ADA holder, tôi nghĩ là những việc này chúng ta cần phải làm đối với hệ thống này này và những công việc ưu tiên cần phải như này, và họ sẽ phản biện với cộng đồng là đấy là những việc cần làm. Còn anh em ở trong cộng đồng ấy, ai thấy đấy là ok rồi, việc đấy tôi làm được đấy, thì bạn đứng ra nhận, đúng không? Bạn nhận ấy thì có cách nhận, tức là bạn có thể nộp đơn lên Catalyst, đúng không? IOG cũng thế, sau khi thông qua tổ chức Intersect, đúng không? Họ ngồi một thành viên tổ chức Intersect và họ lên một cái danh sách những công việc cần phải làm, và cái nhóm đó họ quyết định là ok đây là việc cần phải làm. Và khi quyết định cần phải làm rồi thì họ sẽ đến, họ nộp cái đề xuất của họ lên Catalyst, họ xin tiền. IOG bây giờ cũng phải đi xin tiền. Bây giờ ngày xưa IOG tự làm ra cái đó bởi vì họ là một cái, họ có trách nhiệm để làm cái việc đấy, và nhiệm vụ của IOG sẽ kết thúc khi mà cái hệ thống quản trị và cái kỷ nguyên Voltaire nó hoàn thành, thì IOG đứng ra ngoài giống như là một người đi làm thuê, đúng không các bạn? Và cộng đồng thì không hiểu cái này, cứ như là tin phúc ấy, nói là ơi IOG bây giờ làm đến đây là bỏ bê rồi nhá, là đem con bỏ chợ. Các bạn mấy ông không hiểu gì về hệ thống này cả, bảo như thế, bảo bây giờ lại cứ vứt không ở đấy, không ai làm cái gì cả. IOG họ đang cố gắng đẩy cộng đồng lên phía trước, họ lùi lại phía sau. Và Hawkinson nói rất rõ là đây là tôi muốn xây dựng một cái mô hình như thế này mà. Mọi người hãy đứng, hãy nhảy vào đây đi. Và bản thân tôi bây giờ tôi muốn làm cái gì tôi cũng phải đi xin các bạn, chứ tôi bây giờ tôi không muốn độc quyền như ngày xưa nữa. Không, và bây giờ IOG họ muốn làm cái gì đó thì họ phải đi xin tiền ở Catalyst. Không, và Catalyst anh em chúng ta là những người mà duyệt bên đó rồi, ok đồng ý cấp fund cho mày. Cấp fund cho mày rồi thì ADA Holder sẽ làm cái đề xuất là ok cấp fund cho ông IOG để ông làm cái việc này. Không, và sau khi mà quyết xong nữa thì thằng DREF, Ủy ban Hiến pháp nhảy vào vote xem là có đồng ý hay không. Thì cho các bạn, đấy là một cái quy trình. Thì ở phần trước các bạn đặt câu hỏi làm nào để nó không bị mua phiếu, không bị này này này, thì đây, cái mô hình này sinh ra để làm những cái việc như thế, để làm sao cho toàn bộ cái quá trình mà đánh cắp tiền ấy nó không có thể diễn ra được. Các bạn đừng nghĩ rằng lấy tiền của Catalyst ra là dễ. Rất nhiều bạn lên cộng đồng nói rằng là cái Catalyst là cái chỗ mà để các ông lao vào xong rồi để gọi là trục lợi. Các bạn thử làm và xem, không hề dễ một tí nào. Bây giờ các bạn làm cái đề xuất lên đã rất vất vả rồi, cộng đồng phản biện rồi, xong rồi đến giai đoạn 2 là cộng đồng bỏ phiếu, và ngay khi bạn được bỏ phiếu thông qua rồi cũng có tiền đâu, lại mất một khoảng 3 tuần nữa để giải trình xem là nếu mà nhận được tiền thì tôi sẽ làm thế này này, phải giải trình rất kỹ, trong đấy soi những con số, người ta sẽ hỏi là nếu mà làm được thì báo cáo của ông ở đâu, số liệu là cái gì, có đếm được không, có định lượng được không. Ok định lượng xong rồi, đến cái ngày đến giờ người ta giám sát, người ta đến lên xem. Ví dụ như buổi livestream hôm nay tôi hứa hẹn là mỗi buổi livestream này trung bình phải có 50 người. Hôm nay may mắn được 70 người rồi, ok, thế là thành công. Và tôi sẽ phải chụp cái màn hình cái này và tôi nói là đây là nhìn thấy không, 70 người. Sau khi xong cái này tôi lại có một cái target nữa là phải đúc cái này thành video đẩy lên YouTube, và trong vòng một ngày là phải có một lượng truy cập là như thế này, cứ như thế. Và họ giám sát tôi tất cả những con số như thế. Và họ cũng không trả tiền một cục. Cứ cứ mỗi tháng họ lại trả được ít, mỗi tháng họ trả được ít, đúng không các bạn? Cho nên cứ đoạn nào ấy mà ông làm không được phát là thôi, cắt luôn. Thậm chí mấy ngày hôm vừa rồi nó còn ra một cái đề xuất nữa là nó có một cái ủy ban là quyết định dừng cấp vốn cho dự án đấy luôn, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5. Thì có rất nhiều ông trong quá khứ là nhận được tiền xong rồi cù nhầy không làm, và như vậy thì họ sẽ có quyền quyết định là không cấp tiền nữa và sẽ thu hồi lại cái vốn này, ví dụ như vậy. Thì cái Catalyst cũng quản lý trị rất là chặt chẽ các bạn. Và các bạn, một thực tế chúng ta đang nhìn thấy rằng là hiện nay Cardano đang có rất nhiều nguồn lực, nguồn lực về con người, nguồn lực đặc biệt là nguồn lực về tiền bạc. Chúng ta đang có khoảng hơn 1,4 tỷ ADA đang nằm ở góc đó. Và bây giờ tại sao không giải ngân cái đấy ra đi? Bởi vì là hiện tại chúng ta đang giải ngân rất đỏ giọt, chỉ khoảng độ 50 ADA, à 50 triệu ADA một quỹ thôi. Thì bản thân cái 50 triệu ADA ấy nó giống như là một phép thử ấy, để cái bộ phận Catalyst họ hình thành được cái quy trình cấp vốn. Và bản thân họ cũng chờ đợi những cái hệ thống quản trị on-chain này này, và khi đó thì Cardano mới bung sức ra được. Cho nên là trong năm nay Cardano sẽ đặt trọng tâm vào cái chuyện là xây dựng được hệ thống quản trị và cái khả năng ra quyết định ở trên on-chain. Và khi cái khả năng ra quyết định on-chain xong rồi thì cái quỹ Catalyst 1,4 tỷ ADA nó sẽ mở bung ra. Và chúng ta sẽ dùng cái mô hình quản trị này để khai thác cái nguồn lực về 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 tài chính như ra. Và khi mà có nguồn lực về tài chính rồi sẽ có nguồn lực về con người. Nhưng các bạn cũng nhìn thấy một cách rõ ràng là như thế này, tức là chúng ta mà đợi đến lúc nào nó mở bung về tài chính ấy mà chúng ta mới nhảy vào ấy, thì lúc đấy bọn bên ngoài nó cũng nhảy vào, nó sâu xé rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ phải vào trước để tìm hiểu nó, các bạn biết xem chỗ nào chúng ta có thể làm được, và chúng ta cũng phải làm tập dượt một vài lần quỹ cho nó quen đi. Sau này cái quỹ nó mở bung ra rồi thì chúng ta biết ngay những việc gì cần phải làm, chúng ta biết viết đề xuất như nào, chúng ta biết viết báo cáo như thế nào, chúng ta biết cái gì chúng ta cần phải viết, mảnh nào chúng ta cần phải vào, các bạn. Cho nên phải vào từ bây giờ, chúng ta hiểu được cái quy trình quản trị như thế này,
như thế nào để chúng ta sẽ biết rằng là làm như thế nào thì sẽ có khả năng được cấp vốn, còn làm như thế nào thì không được. Thì bây giờ là lúc cần phải làm rồi, mặc dù nó đang trong quá trình hình thành. Còn tất nhiên nếu các bạn đứng ở vị trí chỉ mua ADA xong đợi nó lên lên xuống xuống thôi thì các bạn sẽ thấy nó rất chán, đúng không? Nếu bạn giá nó không lên rồi đâu đấy bị bỏ rơi, nhưng mà đây người ta đang làm đây thôi, người ta đang xây dựng một cái hạ tầng nền tảng ở bên dưới và đợi khi nó xong đã, và làm vội không phải là hay đâu. Hôm nay có bạn chat rằng là cái mô hình của Luna là quá tuyệt vời luôn đấy, nhưng mà nó tốt quá, tốt nỗi là anh em nhảy vào chơi đến nỗi nó toang. Thế các bạn có muốn Cardano như thế không? Các bạn có muốn là Cardano phát triển nhanh xong anh em nhảy vào chơi nhiều quá xong nó toang không? Rồi lại như luôn Luna không? Thì đấy, Luna nó nhanh thì cũng nó về không. Thì tại sao chúng ta phải vội? Không, tiền thì có đấy rồi, nhưng bây giờ nó phải giữ chặt cái đó, phải nghĩ ra một quy chế để tiêu được tiền ra nữa. Còn nếu bạn quá vội vàng và bạn bung ra thì cái số tiền trong túi túi nó tiêu hết và hệ thống này chẳng được lợi cái gì cả. Và đây là một quy trình để hỗ trợ những chuyện đấy, và tôi mong là các bạn bắt một tín hiệu gì đấy từ những cái này. Và khi một cái mô hình quản trị on-chain nó đi vào cuộc sống ấy, thì cái xã hội nó rất là nhộn nhịp, bởi vì ai cũng có lợi ích cho nó, và cứ chỗ nào có lợi ích, đặc biệt là lợi ích về mặt kinh tế, người ta sẽ bu đến cái chỗ đấy, đúng không các bạn? Thì cứ để bây giờ tập trung cho cái này nó xong đi, và phải bám sát để theo dõi cái này xem khi nào nó xong. Và khi nó xong thì nó cũng không tác động được ngay đến thị trường đâu, nó sẽ cần cỡ khoảng một cái khoảng thời gian 3 đến 6 tháng sau, và bạn thấy là tiền bạc nó như cục nam châm, nó sẽ hút, và lúc đấy không cần phải marketing nhiều, không phải đi dụ dỗ chúng nó nhiều. Cái miếng thơm là ruồi nó tự bâu vào hết các bạn, và tự cho nên nó sẽ đông. Và 1,4 tỷ ADA đấy nó như cục vàng ấy. Nhưng bây giờ bọn nó không biết cách như nào để lấy ra được, và cũng không có cách nào để chúng nó lấy ra được một cách nhanh chóng, cho nên là chúng nó đang dửng dưng, chúng nó chán. Nhưng mà chính những lúc nó dửng dưng có thể là những chỗ mà tuyệt vời, còn khi chúng nó đã cạnh tranh cao độ rồi thì lúc đấy có thể miếng ăn nó lại không phải của mình nữa, đúng không? Còn anh em mà đứng ở vị thế chỉ mua hold thôi thì những kiến thức này cũng giúp được cho các bạn, mà chịu khó chút các bạn, thì bây giờ đang nghèo khổ tí thì cứ chịu khó cập nhật kiến thức vào thôi. Thì nói thật là đằng nào giá thằng khác nó cũng tăng lên rồi, đúng không các bạn? Nhiều bạn cứ ca thán là giá thằng khác tăng 12 lần, giá ADA tăng có 3,5 lần. Tôi nói các bạn là nếu các bạn không hiểu về dự án ấy, thì ngay cả khi bạn mua được đúng cái tăng 12 lần ấy, nó x2 là các bạn té hết, các bạn không đợi được 12 lần đâu. Các bạn đứng ở cái vị trí 1,5 à, 3,5 lần, các bạn nhìn thấy cái chuyện tăng 12 lần các bạn thấy nó thơm, đúng không? Nhưng các bạn cứ thử đứng ở cái chỗ mà nhân 12 lần xem, các bạn thử mua xem các bạn có đợi được nó tăng đến 12 lần không, nếu cũng đứng ở vị thế mà các bạn không hiểu biết về thị trường này. Hình dung không các bạn? Nên là trong cộng đồng mà mình nói các bạn ấy là cỏ bên kia sườn đồi luôn xanh và mượt hơn cỏ dưới chân mình là thế. Còn chúng ta đầu tư mà chúng ta cứ đứng như này trong lưới lọ, các bạn cứ nhảy qua nhảy vào các bạn. Cho nên mua ADA từ năm 2018 mà đến giờ vẫn kêu lỗ là như thế, bởi vì cứ nhảy cái nó nhảy chỗ kia. Các bạn, và khi mọi thứ nó bay theo kiểu bơm thổi hết rồi thì có những cái thứ gì đó nó nguyên bản. Đây mới là sự thật đấy các bạn. Để xây dựng một hệ thống bài bản mà chuẩn chỉ, một ngôi nhà cao tầng nó phải như thế, nó phải xây bằng năm. Không ngôi nhà cao tầng nào nó có thể xây từ sáng đến chiều như cái lều bánh trung thu được. Các bạn, cho nên kiên nhẫn một chút. Không, và tôi cũng nói rất rõ là chỉ có trồng cây mùng tơi thì đầu tuần cuối tuần được ăn thôi, còn xác định đã trồng cây trái lâu năm như cây xoài rồi thì phải vài năm, 5 năm. Và cái thứ gì mà trồng buổi sáng mà buổi chiều có trái thì nó không phải là xoài đâu, nó là cái quái gì thôi các bạn. Các bạn, thì thông qua cái mô hình quản trị này xong thì thêm một miếng ghép nữa để giúp anh chị em hiểu thêm về hệ thống này nha các bạn. Thì đến đây mình xin kết thúc cái chuyên đề Ship 1694 ngày hôm nay, cũng như là một phần kết thúc luôn cái chuỗi chuyên đề về Cardano Talk kéo dài trong vòng 6 tháng của Catalyst Fund 10 đã được cấp lần trước, một lần nữa thay đổi thay thay mặt nhóm Fimi Cardano.vn. Cảm ơn cộng đồng rất nhiều, rồi các bạn đã bỏ phiếu ủng hộ những cái đề xuất này để tôi có cơ hội được chia sẻ với các bạn, cũng là để được có cơ hội được giao tiếp với cộng đồng. Thì, trong cái fund 12 tới mình tiếp tục nộp những cái đề xuất để xin fund để cấp cho những cái buổi nói chuyện thế này nữa. Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ chúng tôi để có những cái buổi nói chuyện dày hơn và chất lượng cao hơn nữa. Không. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ sang nội dung, à còn một phần nữa, hiến pháp quên. Các bạn Ủy ban Hiến pháp thì họ sẽ làm ở trên cái gì? Chúng ta sẽ có một cái phần hiến pháp nữa. Thì từ đây đến cuối năm sẽ có những hội nghị hiến pháp rất lớn sẽ được tổ chức cỡ khoảng độ tháng 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 6 tháng 7 gì đó, sẽ được tổ chức để xây dựng cái hiến pháp tối thiểu. Thì các bạn chờ đợi xem những cái nội dung này tiếp theo nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì bây giờ chuyển sang phần hỏi đáp. À, nhân tiện cho tôi thông báo luôn là cái lớp học blockchain thì ở tại Hà Nội chúng ta sẽ vẫn tổ chức vào ngày 21 tháng 4 nha các bạn. Nhưng riêng lớp ở Sài Gòn thì nó do trùng với lịch cá nhân cho nên là mình sẽ tạm hoãn cái lớp tổ chức blockchain tại Sài Gòn.
thì chỉ còn cái lớp của Hà Nội, cho bạn nào mà quan tâm thì đăng ký ở tại lớp Hà Nội các bạn. Rồi, cảm ơn các anh chị lắng nghe, xem các bạn nào còn câu hỏi liên quan đến phần phần ship 1694 không? Tôi hy vọng là cái ship 1694 này sẽ giúp các anh chị định hình được cái gì đó mà cái vị thế cho mình. Nói thật là ngày xưa tôi cũng nghe thì cũng loáng thoáng hiểu, nhưng mà đi thực sự vào tìm hiểu thì mình thấy là nó có những cái ngóc ngách, những cái quy định. Hy vọng những cái buổi hôm nay nó sẽ giúp được các anh chị trong quá trình là tìm hiểu nội dung này, nó được chi tiết và xác thực hơn, tổng hợp hơn, nó đỡ phải mất công thời gian. Còn nội dung chi tiết các bạn có thể đọc cái link mà tôi đã gửi phần trước nha. Hiện tại thì tôi không thấy còn cái câu hỏi nào diễn ra ở đây cả. Nếu không còn câu hỏi nào nữa thì chắc là mình xin phép kết thúc cái nội dung cái buổi trao đổi kiến thức ngày hôm nay ở đây nha các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ cho cái dự án đề xuất của Fimi. Hẹn gặp lại các bạn trong các buổi livestream tiếp theo nhé.